Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 560. Không ngờ Diệp Thần thủ pháp 10 điểm linh hoạt, tay cầm khẽ động, trực tiếp vòng qua kiếm khí của nàng công kích, ba một thoáng, liền bóp lại cổ tay của nàng. Ôi! Tinh Diên chỉ cảm thấy thủ đoạn đau nhức, như bị vòng sắt bóp chặt, trong tay hắc kiếm hạ xuống, đau đến nàng nước mắt đều nhanh rơi ra tới, giãy giụa nói, thả ta ra. Diệp Thần đưa nàng bắt giữ, lại há chịu buông tay, nói Tinh Diên cô nương, người vẫn là cùng ta trở về đi. Nói xong, hắn liền đem Tinh Diên kéo qua. Toàn trường người thấy cảnh này, không một người ra tới ngăn cản, sát thiên điện bên kia, cho dù có tâm ngăn cản, nhưng khiếp sợ Diệp Thần uy thế, ai cũng không dám đứng ra. Tinh Diên thủ đoạn mệnh mạch bị quản chế, bị Diệp Thần kéo một phát, liền cảm thấy toàn thân bủn rủn, kiều khu mềm nhũn đổ vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần ngửi được một hồi thanh nhã mùi thơm, thấy Tinh Diên hai con ngươi rưng rưng, mắt đục đỏ ngầu, thật sự là 10 điểm tội nghiệp, nhưng hắn biết phải dùng thủ đoạn cường ngạnh, mới có thể đưa nàng mang về Tinh Hải Công bên người, hiện tại liền muốn trước đem nàng thu vào Luân Hồi Thiên Quốc bên trong. Tinh Diên rơi lệ khóc không ra tiếng, tại sao phải bức ta, vì cái gì, người thật muốn cùng ta cùng chết sao? Diệp Thần lúc này muốn đem nàng thu vào Luân Hồi Thiên Quốc, nhưng lại kinh ngạc phát hiện. Tinh Diên thân thể, đã trải qua trở nên vô cùng trầm ngưng, tản mát ra một cỗ kinh khủng pháp tắc gợn sóng, hắn đã vô pháp đưa nàng thu phục, thậm chí trên người nàng tán phát pháp tắc khí tức, còn khiến cho hắn thấy kim châm khó chịu, chỉ có thể bị ép buông lỏng ra cổ tay của nàng, lùi lại mấy bước. Chỉ thấy thời khắc này Tinh Diên, không ở rơi lệ, nước mắt xẹt qua trắng nõn gương mặt, giọt rơi trên mặt đất, lại phát ra quỷ dị tiếng xèo xèo, rõ ràng là trong suốt nước mắt. Sau khi hạ xuống lại bốc hơi lên màu đen ma khí. Chỉ thấy tại Tinh Diên trắng nõn gương mặt bên trên cổ, trên cánh tay, dần dần bò lên trên từng đạo màu đen chú ấn phủ văn. Từng đạo chú ấn phủ văn, tựa như độc xà, lại giống như là ma quỷ nguyền rủa, cấp tốc bò đầy nàng nửa người. Nàng mọc ra răng nanh, vừa mới vẫn là vô cùng thanh lệ xinh đẹp nàng, trong nháy mắt phảng phất biến thành ác quỷ. Diệp Thần choáng váng, chỉ cảm thấy Tinh Diên khí tức trong nháy mắt mạnh hơn rất nhiều, cũng kinh khủng rất nhiều. Này cỗ khí tức kinh khủng, cùng hắn Táng Thiên Luân Hồi Bàn so sánh, thế mà cũng không hề yếu. Không tốt, Tinh Diên thánh nữ lại triệu hoán Hắc Hoàng Đế phụ thân. Hắc Ma lão tổ lên tiếng kinh hô, mặc dù hắn là thiên đế, nhưng thấy đến thời khắc này Tinh Diên, hắn cũng thấy kinh khủng. Diệp Thần cấp tốc tỉnh táo lại, cảm thấy được Tinh Diên trạng thái. Cùng hắn mượn dùng luân hồi đại năng lực lượng thời điểm không sai biệt lắm, chỉ bất quá, hắn mượn dùng, là luân hồi mộ địa đại năng lực lượng, mà Tinh Diên, mượn dùng chính là Hắc Hoàng Đế lực lượng. Ta muốn ngươi chết, luân hồi chi chủ. Tinh Diên mặt tái nhợt trên má tràn đầy sát ý, thanh âm khàn giọng đến như địa ngục chỗ sâu ma quỷ, bảo bọc chú ấn tay phải nhẹ nhàng vừa nắm, hư không vô tận bên trong hắc ám năng lượng cuồn cuộn gào thét tới. Tại nàng lòng bàn tay hóa ra một cái đen kịt hỗn độn khối cầu, phía trên tư tư nhảy lên lôi điện. Theo cái này màu đen khối cầu xuất hiện, thiên địa khí tượng đều phát sinh biến hóa kinh người, toàn bộ bầu trời trở nên đen xuống, như có vô cùng tai họa ấp ủ. Lớn thiên hỗn độn bảo. Tinh Diên hung hãn như dã thú, bóp trong tay hỗn độn quả cầu sét, cuốn theo lấy kinh thiên hắc ám oai, liền hướng về Diệp Thần mặt nổ đi. Diệp Thần sầm mặt lại. Biết hôm nay mong muốn lắng lại mầm tai vạ, trấn áp Tinh Diên, chỉ có thể động dụng toàn lực. Ngàn sắc vạn tượng, đúc nóng thành ánh sáng, thiên quang luân hồi, kiếm phá vạn pháp. Diệp Thần phát ra kinh thiên ngâm sướng, triệu hoán huyết long cùng chú tinh long thần song long trợ lực, sau đó thôi động thiên quang luân hồi trảm. Song long hội tụ, tại Diệp Thần trên thân gào thét, Diệp Thần khí tức đột nhiên bão táp, cùng Tinh Diên sánh vai cùng. Đồng thời ở trên người bạo phát ra vô tận sáng chói thần thánh bạch quang. Thần thánh thuần trắng hào quang, so thái dương còn chói mắt hơn gấp trăm lần, trong nháy mắt phóng thích mở đi ra, xuyên thấu toàn bộ Nam Châu Thiên, vừa mới Tinh Diên điều động Hắc Hoàng Đế lực lượng, đưa tới thiên địa hắc ám khí tượng, trong nháy mắt liền bị bạch quang ép thành hư vô, Nam Châu Thiên chi bên trong chỉ có bạch quang hạo đáng, chỉ có Diệp Thần khí tượng. Ở đây tất cả mọi người kinh thể hô, tại trong chớp mắt, chỉ cảm thấy mình hai mắt cơ hồ đều muốn bị Diệp Thần trên thân tuôn ra thuần trắng hào quang cho chọc mù. Cái kia thuần trắng hào quang, vô cùng lóa mắt, trên thực tế bên trong ẩn chứa ngàn sắc vạn tượng ảo diệu biến hóa, đương thế gian ngàn loại màu sắc, mọi loại sơn hà tinh không khí tượng, đúc nóng đến cùng một chỗ về sau,
liền thành ánh nắng thuần trắng tồn tại. Này thiên quang luân hồi trảm, đang ẩn chứa quang chi đạo vô thượng huyền bí, bên trong ký thác thiên tổ đối thái sơ chi quang kiến giải, kiếm đạo thâm ảo, đã siêu việt thế giới, không phải thiên bên trong kiếm đạo, là thiên ngoại chi kiếm. Tại toàn trường người đều bị Diệp Thần trên thân nở rộ hào quang, chiếu rọi đến mở mắt không ra thời điểm, Tinh Diên lại không bị ảnh hưởng chút nào, y nguyên mở to con mắt, nhìn thẳng Diệp Thần, trong ánh mắt mang theo vô tận hận ý cùng sát khí, trong tay hắc ám hỗn độn quả cầu sét, vẫn là bẻ gãy nghiền nát hướng về Diệp Thần nhấn tới. Nhưng lúc này, Diệp Thần trên thân toát ra thuần trắng hào quang, đã phân hóa ra trăm ngàn đầu thuần trắng kiếm mang, phá toái hư không, vù vù rung động, trực tiếp liền chém về phía Tinh Diên. Đây là thiên quang luân hồi trảm sát lục áo nghĩa, đầu tiên là nở rộ vô tận hào quang, lại dùng hào quang hóa kiếm, nối liền trời đất càn khôn, trảm diệt tinh không hoàn vũ, uy lực vô biên, sát phạt vô lượng. Này thiên quang kiếm nói, là thiên tổ năm đó quan sát thái sơ, diệt sát hắc hoàng đế, thiên cơ lão nhân, đại hiền giả các loại hình ảnh tìm hiểu ra tới, trong đó quang chi đạo huyền bí, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tinh Diên chấn động, cũng là cảm nhận được Diệp Thần này thiên quang luân hồi trảm khủng bố, thậm chí siêu việt phụ thân nàng hảo hữu Khô Kiếm Si. Khô Kiếm Si cũng tu luyện thiên quang luân hồi trảm, nhưng chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhập môn, mà Diệp Thần, thiên quang kiếm đạo đã có tinh thông chi cảnh. Chỉ bất quá, đến cái này trước mắt, Tinh Diên cũng không cách nào rút lui, nàng nhìn đối diện gào thét chém tới trăm ngàn đầu thuần trắng kiếm mang, chỉ có thể ngang tàng đem trong tay mình hỗn độn quả cầu sét. Hung hăng tuôn ra đi. Oanh! Làm hỗn độn quả cầu sét cùng thiên quang kiếm mang va chạm, kinh thiên nổ tung lập tức nổ lên, Diệp Thần cùng Tinh Diên giữa hai người hư không sụp đổ thành khư, to lớn hung mãnh nổ tung sóng khí bao phủ, làm cho ở đây thiên tổ các, sát thiên điện, đấu chiến phủ tam đại thế lực người, đều vô cùng chấn tùng, thế hệ trẻ tuổi đệ tử càng là dồn dập bị nổ bay, tiếng kêu rên liên hồi. To lớn nổ tung trùng kích, thậm chí làm cho linh khư thánh địa cấm chế vòng bảo hộ cũng xuất hiện chấn động kịch liệt, nổi lên tầng tầng gợn sóng, cấm chế này vòng bảo hộ, liền sát thiên điện cùng đấu chiến phủ cao tầng, đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn dung chuyển, nhưng bây giờ Diệp Thần cùng Tinh Diên kinh thiên chiến đấu, lại làm cho cấm chế buông lỏng. Thậm chí, hai người va chạm bùng nổ uy áp sinh ra, còn truyền lại đến trong thánh địa đi, làm cho trong thánh địa mảnh lớn mảnh nhỏ cổ thụ chọc trời băng xếp, chim bay cá nhảy chấn kinh vang lên. Thánh địa chỗ sâu còn giống như truyền đến một cái tiểu nữ hài tiếng khóc. Phốc phốc, va chạm kết quả, lại là Tinh Diên vô cùng chật vật bị đẩy lui vài chục bước, đàn hé miệng, liền phun ra máu tươi, nàng hỗn độn quả cầu sét đã bị Diệp Thần kiếm mang trực tiếp nghiền nát. Mà Diệp Thần chỗ toát ra hào quang, đầy trời thuần trắng hào quang, lại không có chút nào yếu bớt. Tinh Diên ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nàng chỗ nào nghĩ đến, Diệp Thần thế mà mạnh mẽ đến nước này. Tinh Diên, đi theo ta đi, không muốn làm phản kháng vô vị. Ngươi coi như có thể mượn dùng Hắc Hoàng Đế lực lượng, nhưng ở thiên đạo bên trong, chỉ sợ cũng không phát huy ra nhiều ít uy lực. Ít nhất, lực lượng của ngươi, đối ta không tạo được uy hiếp. Mặc kệ ngươi làm cái biện pháp gì, ta đều dùng một kiếm phá chi. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Tinh Diên, ngón tay giữa trời bấm quyết, sau lưng trăm ngàn thuần trắng kiếm mang như dương cánh mở, hùng vĩ hoa lệ tới cực điểm. Nếu như là vừa tới Nam Châu Thiên thời điểm, Diệp Thần muốn đối mặt Tinh Diên, có thể sẽ hết sức cố hết sức, nhưng buổi sáng hôm nay, hắn chấp trưởng thiên tổ lệnh, từ nơi sâu xa đạt được thiên tổ chúc phúc, thiên quang kiếm đạo tiến nhanh về sau, lực chiến đấu của hắn đã là vô cùng khủng bố, lại thêm huyết long cùng chú tinh long thần trợ lực, nghiền ép Tinh Diên không thành vấn đề. Mấu chốt nhất, là Diệp Thần luân hồi mộ táng công tu vi, đã bước vào táng thiên chi cảnh, trong lúc phất tay. Đều mang mai táng chư thiên tinh không lớn uy thế, coi như Tinh Diên mượn dùng Hắc Hoàng Đế lực lượng, cũng là tuyệt đối không thể ngăn cản. Tinh Diên đạo tâm nhanh hỏng mất, nhìn xem Diệp Thần, lộ ra không cam lòng, phẫn nộ, oán hận chờ các loại thần sắc, nàng không thể tin được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Hắc Hoàng Đế quyền hành, thế mà so ra kém Diệp Thần. Không, Hắc Hoàng Đế là chân chính đế hoàng, hắn là muốn thành lập hoàn mỹ thế giới vĩ đại tồn tại. Cũng không phải thiên tổ này loại chỉ muốn đánh cắp sáng thế đạo quả tiểu nhân hèn hạ. Hắc Hoàng Đế đạo pháp, nhất định so thiên tổ lợi hại. Ta làm sao lại đánh không lại ngươi? Không có khả năng, không có khả năng. Tinh Diên liền cùng như bị điên, trong cổ họng gầm thét khàn cả giọng lời nói, toàn thân hắc ám khí tức sôi trào tới cực điểm.
thiên phạt chi mâu, phá cho ta. Bàn tay nàng lại lần nữa vừa nắm, vô tận hắc ám năng lượng hội tụ thành một cây chiến mâu, mang theo thiên phạt uy thế, năng lượng độ cao ngưng kết tựa như bằng đá, lộ ra lạnh lùng sáng bóng, cùng nàng mảnh khảnh tư thái đặc biệt không tương xứng. Hưu, nàng đem trong tay chiến mâu, hung hăng ném mạnh mà ra, phá giết hư không, xỏ xuyên qua hướng Diệp Thần. Diệp Thần trong không sợ hãi chút nào, sau lưng từng đạo kiếm quang vù vù chém bay mà ra, mang theo vô cùng đáng sợ sát phạt khí tức, chạm tại tinh diên chiến mâu phía trên, răng rắc rung động, lập tức liền đem cái kia chiến mâu chém đập tan. Tinh diên gương mặt tái nhợt, không nghĩ tới chính mình toàn lực bùng nổ thần thông, lại bị Diệp Thần nhẹ nhàng như vậy phá hết. Còn không chịu nhận thua sao? Ngươi muốn ngoan cố chống lại tới khi nào? Diệp Thần nhìn chằm chằm tinh diên con mắt. Tinh diên thân thể đang phát run, nàng mượn dùng hắc hoàng đế lực lượng, ban đầu cũng định cùng Diệp Thần đồng quy vu tận, nào nghĩ tới Diệp Thần cường đại như vậy, coi như nàng đem hết toàn lực, cũng không phải Diệp Thần địch thủ. Không, ta thả chết cũng không cúi đầu trước ngươi. Tinh diên khẽ cắn môi, bỗng nhiên, gọi ra chín tòa thần đỉnh. Tại không không lúc nào không bên trong, tu vi đi đến cửu đỉnh cảnh sau, có thể đúc đỉnh, tạo thành tạo nên thần đỉnh, thuộc tính khác nhau, chính là người bản mệnh tu vi ký thác chỗ. Cái gọi là cửu đỉnh, thuộc tính có kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi các loại phân chia, nhưng giờ này khác này, tinh diên gọi ra chín tòa thần đỉnh, thế mà toàn bộ là đen kịt hỗn độn màu sắc, tản mát ra vô cùng hung uy. Hiu hiu hiu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chín tòa thần đỉnh vây quanh thân thể của nàng, không ngừng xoay tròn, trên mặt nàng lộ ra một vệt thần sắc dữ tợn, nói ta tự bạo cửu đỉnh, liền cùng ngươi ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt không cúi đầu. Trong lúc nói chuyện, tinh diên liền muốn trực tiếp dẫn nổ cửu đỉnh. Này cửu đỉnh ký thác nàng bản mệnh tu vi, bên trong còn ẩn chứa hắc hoàng đế ý chí năng lượng, một khi nổ tung, cái kia uy lực tuyệt đối kinh người, nàng nghĩ đến coi như nổ bất tử Diệp Thần, cũng có thể đem Diệp Thần nổ thành tàn phế. Nhưng, Diệp Thần sớm dự liệu được nàng muốn liều mạng, không đợi nàng dẫn nổ cửu đỉnh, hắn liền ngự kiếm chém bay mà ra, đạo đạo kiếm quang phá giết, chạm tại tinh diên cửu đỉnh phía trên, đem một tòa tọa thần đỉnh triệt để chém bạo liệt đập tan, vang dội keng keng. Ta không cần ngươi cúi đầu trước ta, ta chỉ cần ngươi cùng ta về nhà thôi. Diệp Thần chạm phá cửu đỉnh, kiếm quang làm cho cửu đỉnh diệt vong, lại không thương tổn tinh diên một chút, cái này kiếm đạo thần thông tạo hóa, có thể xưng nghịch thiên. Bất quá, cửu đỉnh phá toái, tinh diên vẫn là nhận lấy nghiêm trọng cắn trả, lại há miệng phun ra máu tươi, da thịt trắng noãn trở nên ảm đạm đi. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thần, biết Diệp Thần thần thông tu vi, so từ bản thân lợi hại nhiều lắm, nàng thậm chí liền dẫn nổ cửu đỉnh, đồng quy vu tận đều làm không được. Diệp Thần cất bước hướng nàng đi đến, muốn đem nàng trước an đốn đến luân hồi thiên quốc bên trong đi. Cách ta xa một chút. Tinh diên cắn răng gào thét. Toàn thân ma khí sôi trào, đã là trạng thái trọng thương, nhưng mảy may cũng không chịu cúi đầu khuất phục đúng. Luân hồi chi chủ, ta là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn ta đi với ngươi, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Ngươi chớ đắc ý, chờ ta lấy đến sư phụ nói thánh tuyển chi thủy, ngươi liền chết chắc. Ta nhất định có khả năng giết ngược lại ngươi. Dứt lời, tinh diên bỗng nhiên về sau thả người lao đi, phía sau nàng liền là linh khư thánh địa, có cấm chế bao phủ. Nhưng nàng lúc này mượn dùng hắc hoàng đế lực lượng, coi như không địch lại Diệp Thần, tự thân cũng là vô cùng cường đại, chỉ gặp nàng ngón tay kéo một phát, lôi ra mấy cái màu đen lưỡi kiếm, xùy một tiếng, liền đem thánh địa cấm chế vòng bảo hộ, triệt để chém ra, chính mình lách mình chui vào, trong nháy mắt thân hình liền tan biến tại thánh địa mãng hoang trong cổ lâm. Đấu chiến phủ cùng sát thiên điện người thấy thế, đều choáng váng, đằng trước hắc ma lão tổ cùng sư tâm lão tổ, nhọc lòng đều mở không ra cấm chế. Tinh diên một thoáng liền chém ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng có thể mặt bên nhìn ra, hắc hoàng đế quyền hành lực lượng, khủng bố cỡ nào, tinh diên mượn dùng hắc hoàng đế lực lượng, đủ để dễ dàng phá tan cấm chế. Mà cường đại như vậy tinh diên, lại hoàn toàn bị Diệp Thần nghiền ép, Diệp Thần mạnh mẽ, cái kia càng là bất khả tư nghị. Diệp Thần nhìn thấy tinh diên chạy trốn, vẻ mặt lập tức chìm xuống, tinh diên dù sao mượn hắc hoàng đế lực lượng. Coi như không địch lại Diệp Thần, nhưng nghĩ muốn chạy trốn, Diệp Thần cũng là khó mà đuổi kịp. Nàng cứng rắn muốn chạy trốn tránh né, ta cũng khó có thể đưa nàng bắt, này có thể khó giải quyết. Diệp Thần cảm thấy ngưng trọng, cũng thấy tinh hải công này phần ủy thác,
thực sự không dễ dàng hoàn thành. Chiến đấu kết thúc, đầy trời hào quang, còn có Táng Thiên Luân hồi bàn, còn có huyết long cùng chú tinh long thần, thu lại hồi trở lại Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nhìn xem cánh tay của mình, máu thịt đã khô cạn, chỉ còn lại có một lớp da dán vào xương cốt, bộ dáng rất là thảm liệt. Bản thể tu vi trung quy là không đủ a, vận dụng Táng Thiên Luân hồi bàn cùng Thiên Quang Luân hồi trảm, đối thân thể ta tiêu hao quá lớn quá lớn. Trừ phi ta thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, thực lực vượt ngang một cái lớn bậc thang. Diệp Thần trong lòng bất đắc dĩ, vừa mới hắn vận dụng Táng Thiên Luân hồi bàn cùng Thiên Quang Luân hồi trảm, vậy thì thật là rực rỡ vô địch, rất có che đậy nơi này rất nhiều cường giả uy thế, nhưng như vậy thủ đoạn, đối thân thể tiêu hao, rõ ràng cũng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Chiến đấu trước đó Diệp Thần vẫn là cái phong thái hùng vĩ thanh niên, hiện tại hắn toàn thân máu thịt tiêu tụy, hình thiêu mảnh rẻ, chỉ còn lại có da bọc xương, bộ dáng cùng cương thi không sai biệt lắm. Nhưng sát thiên điện, đấu chiến phủ cùng thiên tổ các người, nhìn xem bộ dáng như thế Diệp Thần, lại cũng không dám có chút lòng khinh thị. Vừa mới Diệp Thần biểu hiện ra sức chiến đấu, thực sự quá khủng bố, toàn trường trực tiếp yên lặng như tờ, tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn xem hắn. Luân hồi chi chủ, ngươi không sao chứ? Thân thể ngươi thật là tệ. Lăng Thanh Trúc trước hết nhất lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến Diệp Thần trên thân, nâng lên hắn khô héo thân thể, lại có chút hoảng hốt nói, Thiên Cơ lão nhân nói, máu thịt khổ yếu, cơ giới phi thăng, xem ra cũng là có nhất định đạo lý, thân thể máu thịt vẫn là quá dễ dàng tiêu hao. Diệp Thần cười lắc đầu, cũng không đồng ý cái quan điểm này, nhưng lúc này chiến đấu kết thúc, thân thể của hắn quá hư nhược, cũng không muốn nói chuyện. Toàn trường mọi người cũng lần lượt lấy lại tinh thần, Hắc Ma lão tổ nhìn thấy Tinh Diên chạy vào Linh Khư Thánh Địa, e sợ cho sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, lớn tiếng kêu lên, sát thiên điện mọi người nghe lệnh, theo ta tiến vào Thánh Địa, đón về Tinh Diên Thánh Nữ. Thân hình hắn trước tiên bay lượn, bước vào Linh Khư trong Thánh Địa, sát thiên điện hơn 200 võ giả vội vàng đi theo. Đấu chiến phủ bên này, nhìn thấy cấm chế phá vỡ, Sư Tâm lão tổ cũng ra lệnh một tiếng nói, chúng ta cũng đi thôi. Thiên đạo nữ thần chiếm cứ đấu chiến thần đại nhân linh hồn, chúng ta nhất định phải nắm linh hồn tiêu diệt, đón về đấu chiến thần đại nhân. Tiểu Mạt Lị là một thể song hồn, trong cơ thể có đấu chiến thần cùng thiên đạo nữ thần linh hồn, thân thể của nàng đến cùng thuộc về người nào, cái này thật sự là khó mà phân rõ sự tình, trong đó nhân quả dây dưa chi phức tạp, có thể muốn chờ Tiểu Mạt Lị chính mình sau khi lớn lên, mới có thể đủ quyết đoán. Nhưng đấu cặp chiến phủ bên này, có thể không cần quan tâm nhiều, bọn hắn chỉ thờ phụng đấu chiến thần, nếu Tiểu Mạt Lị trong cơ thể có hai đạo linh hồn, bọn hắn liền muốn đem thuộc với thiên đạo nữ thần linh hồn diệt sát, chỉ lưu lại đấu chiến thần linh hồn. Ngay sau đó, Sư Tâm lão tổ liền dẫn đấu chiến phủ mọi người, cũng tiến vào Linh Khư trong thánh địa, phía sau hắn có cái thanh niên đệ tử quay đầu nhìn Diệp Thần liếc mắt, mắt trong mang theo điểm vẻ suy tư. Thiên tổ các bên này, mọi người nhìn thấy Diệp Thần máu thịt khô héo bộ dáng, cũng là có chút ngốc trệ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần thoải mái cười một tiếng, cũng không có quá quan tâm tình huống của mình, nói ra, chư vị, chúng ta cũng nhanh tiến vào thánh địa đi, không phải Mạt Lị nàng có thể muốn bị người khác cướp đi. Lăng Thanh Trúc nói, cái kia Tinh Diên ma nữ. Diệp Thần mất hết cả hứng khoát khoát tay, nói, đằng sau lại nói, trước nhập thánh địa. Tinh Diên kế thừa Hắc Hoàng đế quyền hành, mà lại ý chí còn như thế ngoan cố chống lại, yên tĩnh chết cũng không chịu cùng Diệp Thần hồi nhà, đây là Diệp Thần không có nghĩ tới, hắn hiện tại cũng chỉ có thể thấy đi bộ bước. Ngay sau đó chuyện gấp gáp nhất, liền là tiến vào Linh Khư Thánh Địa, tìm tới Tiểu Mạt Lị. Ngay sau đó, Diệp Thần liền cùng thiên tổ các đoàn người, cũng tiến vào Linh Khư Thánh Địa bên trong. Này mảnh Linh Khư Thánh Địa, cương vực diện tích phi thường lớn, có chừng vạn dặm phương viên, từ bên ngoài nhìn lại là rừng rậm mênh mang bộ dáng, nhưng trên thực tế thánh địa hoàn cảnh đa dạng, ngoại trừ rừng rậm bên ngoài, còn có hoang mạc, đất đông cứng, thung lũng, đầm lầy, sơn nhạc các loại địa hình, có chút địa hình là tự nhiên trạng thái dưới, tuyệt đối không thể có thể cùng tồn tại, so như núi lửa bên cạnh liền là núi tuyết. Trong thánh địa địa hình phức tạp như vậy, là bởi vì thiên tổ năm đó cư ngụ ở nơi này thời điểm, tâm tình của hắn cũng là phi thường phức tạp. Đạo tâm của hắn bắn ra đến hiện thực thế giới địa hình, liền sẽ tùy theo vặn vẹo biến hóa. Còn có vào thánh địa về sau, khí hậu cũng thay đổi, thỉnh thoảng cuồng phong bạo vũ, thỉnh thoảng sấm sét vang dội,
thỉnh thoảng thiên thanh không khí sảng khoái, điều này đại biểu lấy thiên tổ năm đó tâm tình, cũng là phức tạp đa dạng. Đạp nhập thánh địa về sau, Diệp Thần nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, hắn vô pháp bắt được Tiểu Mạt Lị khí tức. Thánh địa hoàn cảnh quá phức tạp đi, thiên cơ hỗn loạn, mong muốn truy tìm một người khí tức, vô cùng gian nan. Lăng Ảnh, Thái Giáp Thần Quân, là Ưng Phi đám người, cũng là lộ ra nghi nan chi sắc, nhìn quanh thánh địa bốn phía rừng rậm, nói ra. Nơi này phức tạp như vậy, không biết thiên đạo nữ thần ở nơi nào. Thánh địa hoàn cảnh đa dạng, thiên cơ phức tạp, nghĩ muốn tìm người cũng không dễ dàng a. Chỉ có thể chậm rãi suy tính, chậm rãi tìm, luân hồi chi chủ, người có biện pháp gì? Rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú Diệp Thần, thiên tổ các bên này mơ hồ đã dùng hắn cầm đầu. Diệp Thần bàn tư một hồi, nhân tiện nói, chia ra tìm đi, có tin tức dùng đưa tin phù liên lạc. Hắn lúc này dùng linh khí huyễn hóa ra một chút đưa tin phù, để mà liên lạc. Thánh địa mịt mờ, cũng chỉ có chia ra đi tìm, mới có nhiều một chút cơ hội, nếu như đụng phải có nguy hiểm gì, cũng có thể dựa vào đưa tin phù liên lạc cầu viện. Mọi người đều gật đầu, cầm đưa tin phù, liền dự định chia ra hành động. Lăng Thanh Trúc vịn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, chúng ta cùng một chỗ. Diệp Thần khẽ gật đầu, hiện tại liền cùng thiên tổ các mọi người tách ra, Lăng Thanh Trúc mang theo mấy cái hảo thủ đi theo Diệp Thần bên người. Tại thánh địa phức tạp hoàn cảnh dưới, Diệp Thần bắt được thiên cơ, hoàn toàn là hỗn loạn, hắn liền mới vừa tiến vào thánh địa sát thiên điện cùng đấu chiến phủ người, đều không thể nhìn rõ bọn hắn đi nơi nào, chớ nói chi là tìm kiếm Tiểu Mạt Lị. Bất quá người có khả năng thích ứng hoàn cảnh, Diệp Thần đoán chừng lại cho hắn 2 ngày thời gian, hắn thăm dò thánh địa thiên cơ pháp tắc biến hóa sau khi, có lẽ liền có cơ hội nhìn thấy Tiểu Mạt Lị hạ lạc, chính là sợ Tiểu Mạt Lị tại thời gian này sẽ xảy ra chuyện. Lăng Thanh Trúc nhìn xem Diệp Thần âm tình biến hóa không ngừng biểu lộ, nói ra, luân hồi chi chủ, ngươi là tại lo lắng thiên đạo nữ thần sao? Đạo cũng không cần quá lo lắng, thiên đạo nữ thần cường đại như vậy, nàng không có việc gì. Ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục thân thể của mình đi, thân thể ngươi quá kém. Bây giờ Diệp Thần máu thịt hoàn toàn khô héo, bộ dáng thoạt nhìn thật sự là đáng sợ. Diệp Thần thở dài một hơi, nói, được a. Hắn hiện tại đích thật là nghĩ cần nghỉ ngơi, vừa mới cùng tinh diên chiến đấu, hắn tiêu hao quá lớn. Lăng Thanh Trúc chỉ phía trước là Thánh Tuyền sa mạc, là linh khư thánh địa linh khí nồng nặc nhất địa phương, ta mang ngươi tới, ngươi hấp thu bên kia thiên địa linh khí, chắc hẳn có thể cho thân thể phục hồi như cũ. Diệp Thần gật gật đầu, đi theo Lăng Thanh Trúc đi về phía trước, chỉ thấy phía trước là một mảnh mênh mông sa mạc, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, màu vàng kim hạt cát tại ánh nắng chiếu rọi. Hiện ra hào quang chói sáng, để cho người ta một hồi hoa mắt. Nhưng thần kỳ là, trong sa mạc, hiện thế mà không có nóng bức cảm giác, đối diện quét gió, là vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, lại mang theo khe núi u tuyền mát lạnh, linh khí vô cùng dồi dào. À, vùng sa mạc này, linh khí cũng là đặc thù, khí hậu thế mà cũng không có chút nào nóng, cũng không biết vì cái gì, ta tâm tình giống như có loại không hiểu sầu não. Diệp Thần nhìn xem vùng sa mạc này. Nội tâm không hiểu sở động, thật giống như thi nhân xuân đau thu buồn, thấy vật nghĩ tình, hắn nhìn xem vàng óng sa mạc cảnh sắc tráng lệ, không hiểu thế mà sinh ra một cỗ đau buồn. Này loại đau buồn cảm xúc, nhưng Diệp Thần rất đối kỳ lạ, dù sao hắn đạo tâm vô cùng cường đại, theo lý mà nói, là sẽ không còn có cái gì xuân đau thu buồn. Hắn nhìn một chút bên cạnh Lăng Thanh Trúc, phát hiện Lăng Thanh Trúc cũng là có chút điểm sầu não biểu lộ. Lăng Thanh Trúc bùi ngùi thở dài nói, chúng ta là bị thiên tổ cảm xúc cảm nhiễm, cho nên sẽ có sầu não. Diệp Thần nghi ngờ không thôi nói, thiên tổ, cảm xúc. Lăng Thanh Trúc gật gật đầu, ngắm nhìn sa mạc, trong con ngươi mang theo một vệt xa xăm hồi tưởng, nói, này mảnh thánh tuyền sa mạc, địa phương ngàn dặm, linh khí nơi phát ra, là sa mạc chỗ sâu một chỗ suối nguồn, cái kia suối nguồn gọi thánh tuyền chi nhãn, bên trong có đại lượng thánh tuyền chi thủy. Cái kia thánh tuyển chi thủy, kỳ thật liền là thiên tổ một giọt nước mắt biến thành. Năm đó Hồng Nhan rời đi, thiên tổ vì nàng rơi lệ, hắn một giọt nước mắt hóa thành thánh tuyển, là này mảnh linh khư thánh địa đồ vật quý giá nhất, giá trị cao nhất, linh khí nồng nặc nhất. Bất quá, cái kia thánh tuyển mang theo thiên tổ tâm tình bi thương, thánh tuyển chi nhãn phụ cận bao phủ to lớn bi thương không khí, tới gần người đạo tâm muốn sụp đổ, phải thừa nhận thống khổ to lớn cùng bi thương. Cỗ này cảm xúc so với bất kỳ cấm chế gì đều khủng bố hơn,
Cái kia đã là thiên tổ một giọt nước mắt, cũng là bi thương của hắn chi tâm. Diệp thần nghe Lăng Thanh Trúc nói, lập tức ngơ ngẩn xuất thần, không nghĩ tới thiên tổ là như thế tính tình thật người, năm đó vị kia hồng nhan rời đi, hắn đúng là rơi lệ. Lăng Thanh Trúc nói, chúng ta đứng ở chỗ này, đều có không hiểu sầu não, nếu là tới gần thánh tuyển chi nhãn, chỉ sợ đạo tâm thật muốn hỏng mất, thiên tổ bi thương chi tâm, không phải chúng ta người bình thường có thể thừa nhận được. Ai, nếu có thể cầm tới thánh tuyển chi thủy liền tốt, đó là dùng tới tẩm bổ cơ giới tạo vật cực tốt tài liệu. Thân là cơ giới sư, Lăng Thanh Trúc đối thánh tuyển chi thủy cũng là 10 điểm khát vọng, bất quá vật kia cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, có thể không có cách nào thu lấy. Dù sao, thánh tuyển chi nhãn phụ cận tràn ngập bi thương không khí, thực sự quá khủng bố, trước kia thiên tổ các đã từng phái người mạo hiểm tới gần, chỉ bất quá hết thảy người mạo hiểm đều đã chết, trước khi chết thống khổ tuyệt vọng khóc thét, đạo tâm đều không ngoại lệ toàn bộ hỏng mất. Bất quá, mặc dù thánh tuyển chi thủy lấy không được, nhưng vùng sa mạc này bên trong, vẫn là có rất nhiều đồ tốt, hi hi, thiên linh tinh quáng, phượng vũ thiên kim, tử dương canh kim, vô cực vẫn thạch các loại. Trong sa mạc tài nguyên khoáng sản, đều là chế tạo cơ giới tạo vật cực tốt tài liệu. Lăng Thanh Trúc nhìn xem trong sa mạc, không ít chiếu lấp lánh địa phương, liền không cấm lộ ra ý cười, coi như lấy không được thánh tuyển chi thủy, nhưng có thể cầm tới trong sa mạc hiếm có khoáng vật, đó cũng là không sai thu hoạch. Diệp thần trong lòng hơi động, hắn muốn vì chú tinh long thần chế tạo thân thể, cũng đang cần đại lượng khoáng vật, nhân tiện nói, Lăng cô nương, ta cũng cần một chút thượng thừa khoáng vật. Chúng ta cùng đi tìm đi. Lăng Thanh Trúc hoảng hốt vội nói, không cần, luân hồi chi chủ, thân thể ngươi quá kém, vẫn là nghỉ ngơi trước đi, lấy quặng liền giao cho ta. Diệp thần nhìn một chút chính mình khô héo thân thể, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, vậy được rồi, ta nghỉ ngơi trước, chờ ta khôi phục một nửa cũng đủ để đối phó hết thảy. Lăng Thanh Trúc nói, ừm. Ngay sau đó, nàng sai người trong sa mạc đáp cái doanh địa, đóng tốt lều vải. Nhưng Diệp thần nghỉ ngơi, lại móc ra một cái nho nhỏ quả cầu kim loại, vứt trên mặt đất. Răng rắc, chỉ thấy cái kia quả cầu kim loại bày ra, biến thành một cái nho nhỏ người máy, sau đó thân thể sinh trưởng tốt, không ngừng cất cao, đến cuối cùng lại hóa thành một đầu cao trăm trượng to lớn cơ giới khôi lỗi. Tiểu bảo, ngươi lưu lại chiếu cố thật tốt luân hồi chi chủ, ta ra ngoài lấy quặng. Lăng Thanh Trúc nhìn xem cái kia cơ giới khôi lỗi, phân phó nói ra. Này cơ giới khôi lỗi là nàng tạo vật, tạo công biến hóa 10 điểm tinh xảo, có thể co rút lại thành một cái nho nhỏ kim loại viên cầu tùy thân mang theo, biến hình phóng to sau liền là một đầu cự thần cơ giới khôi lỗi, bên hông đeo khoa trương hạng nặng trường kiếm, sức chiến đấu 10 phần dũng mãnh. Cái kia cơ giới khôi lỗi song đồng chớp động lên hồng mang, 10 điểm có linh tính, nói ra, đúng, tiểu thư. Liền cung kính thủ hộ tại Diệp thần bên người. Lăng Thanh Trúc cười hướng Diệp thần nói. Luân hồi chi chủ, ngươi chờ ta trở lại. Diệp thần nói, ừm. Ngay sau đó, Lăng Thanh Trúc liền mang theo một cái tùy tùng rời đi doanh địa, ra ngoài lấy quặng. Nàng bản thể thu vi mặc dù thường thường, nhưng chế tạo cơ giới khôi lỗi, sức chiến đấu mạnh mẽ, trong sa mạc chuyển động bình thường hung thú, cũng không đả thương được nàng. Lăng Thanh Trúc ra ngoài lấy quặng về sau, Diệp thần liền một thân một mình trong lều vải, tính tọa điều tức khôi phục, bên ngoài một đầu cơ giới khôi lỗi. Cùng mấy cái tùy tùng đệ tử tại đóng giữ lấy. Diệp thần không ngừng hô hấp thổ nạp, tham lam hấp thu thánh tuyển trong sa mạc thiên địa linh khí, nơi này thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, hắn hấp thu đến thân thể về sau, lập tức liền thấy sảng khoái tinh thần, không nói ra được dễ chịu, nguyên bản khô héo máu thịt, cũng đang dần dần khôi phục. Diệp thần đoán chừng, cho hắn 2 ngày thời gian, hẳn là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà luân hồi mộ địa bên trong, chú tinh long thần cùng huyết long cũng đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục hao tổn. Huyết long thở dài, chủ nhân, ta cùng chú tinh long thần tiền bối, luân phiên chiến đấu tiêu hao quá lớn, chúng ta hao tổn, chỉ sợ không có nhanh như vậy khôi phục, tiếp xuống ngươi tại đây mảnh linh khư thánh địa chuyển động, chúng ta khả năng không giúp được gì. Đằng trước tại kiếm bắc giới thời điểm, huyết long cùng chú tinh long thần liền tiêu hao rất lớn, vừa mới diệp thần cùng tinh diên giao thủ, bọn hắn lại tái xuất lực. Đã sắp muốn không chịu nổi. Diệp thần trong lòng chìm xuống, huyết long cùng chú tinh long thần, có thể là hắn to lớn trợ lực, nếu là bọn hắn đều nghỉ cơm, vậy hắn liền phiền toái. Dù sao hắn đủ loại luân hồi pháp, tương đương với một cái to lớn động cơ, cần quán chú đại lượng nhiên liệu,
mới có thể chân chính vận chuyển, huyết long cùng chú tinh long thần cung cấp linh khí, liền là tốt nhất nhiên liệu. Nhưng xem huyết long cùng chú tinh long thần mệt mỏi bộ dáng, bọn hắn cũng là nhanh đến cực hạn, lại để bọn hắn hỗ trợ chiến đấu, bọn hắn có thể sẽ hao hết năng lượng tan biến mà đi. Diệp thần liền nói ra, không có việc gì, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Hắn nghĩ đến mình còn có một đạo át chủ bài, cái kia chính là thần lôi thanh đăng, còn có một lần sử dụng cơ hội, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, một dạng có khả năng ứng đối mối nguy. Huyết long khẽ vuốt cằm, lại thở dài một hơi, nói chủ nhân, ta cảm thấy tu vi của ta còn chưa đủ, cho dù có đỉnh cấp thiên đế năng lượng, cũng còn chưa đủ. Ta nếu có thể chứng đạo siêu phẩm thiên đế, vậy cũng tốt. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói, huyết long, ngươi mong muốn chứng đạo siêu phẩm thiên đế. Siêu phẩm thiên đế, nơi nào có tốt như vậy bước vào, lúc trước Nhậm Phi Phàm vì chứng đạo, có thể là chết qua một lần, là Diệp thần dùng luân hồi sách mới đưa hắn cứu trở về. Huyết long lại muốn chứng đạo siêu thiên, này theo Diệp thần, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Huyết long nói, đúng vậy, chủ nhân, ta nghĩ chứng đạo siêu thiên, mà lại từ nơi sâu xa, ta đã nhìn thấy chứng đạo chi pháp. Diệp thần nói, ồ. Huyết long nói, nếu như có thể để cho ta thôn phệ 9 loại vĩ thú năng lượng, ta là có thể dựa vào cửu vĩ chứng đạo. Diệp thần nói, cửu vĩ chứng đạo. Huyết long nói, đúng. Diệp thần nói, 9 đầu vĩ thú, người đã thôn phệ không ít a. Để cho ta tính toán, người thôn phệ vĩ thú, có một đuôi, hai đuôi, ba đuôi, tứ vĩ, ngũ vĩ, thất vĩ, còn kém 6 đuôi, 8 đuôi, cửu vĩ, người không có thôn phệ. Huyết long còn không có thôn phệ vĩ thú, chỉ còn lại có 6 đuôi, 8 đuôi, cửu vĩ 3 đầu. Trong đó, 6 đuôi là một đầu thiên cẩu, sau khi hóa hình là một cái đáng yêu thiếu nữ, gọi Tô Diệu. Diệp thần trước kia tại đại đạo tranh phong tranh tài thời điểm gặp qua nàng, nàng bây giờ cùng ma nữ chuyển thế Bùi Vũ Hàm, ở tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong. Cái kia Hắc Ám Xâm Lâm, truyền thuyết là đế rơi vũ trụ vị trí. Muốn tìm 6 đuôi, vậy sẽ phải đi Hắc Ám Xâm Lâm, mà lại 6 đuôi lại không phạm cái gì sai, Diệp thần cũng không thể nói là bản thân chi tư, liền muốn đưa nàng ăn hết. Còn có cửu vĩ, tại đã từng đà đế cổ thần đại đệ tử, Dạ Hàn trong tay. Càng không dễ dàng chiếm lấy. Đến mức 8 đuôi, cái kia cũng là có thể giải quyết, 8 đuôi kim ô tước, phong ấn tại tiểu mộng trong cơ thể. Tiểu mộng là một cái tiểu cương thi, bây giờ cùng thân hạc ở tại Diệp thần luân hồi thiên quốc bên trong, Diệp thần cũng là có thể nghĩ biện pháp đem trong cơ thể nàng 8 đuôi năng lượng lấy ra. Nhưng 6 đuôi cùng cửu vĩ, mong muốn chiếm lấy thôn phệ, vậy liền không quá dễ dàng. Huyết long muốn dựa vào cửu vĩ chứng đạo, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Huyết long nói, không phải, không chỉ là 6 đuôi, 8 đuôi, cửu vĩ, còn có một đầu nửa đuôi, ta không có thôn phệ. Diệp thần chấn động trong lòng, nói, nửa đuôi. Hắn nghĩ tới, lúc trước một đuôi thần thú, là bị cắt chia làm hai nửa, huyết long chỉ thôn phệ một nửa, mặt khác nửa đuôi, tại tán thần thiên tôn Trùng Dương chân nhân trong tay. Trùng Dương chân nhân thân là tán thần thiên tôn. Đối tán thần nhất mạch thần khí thiên đế Kim Luân vô cùng coi trọng, mà thiên đế Kim Luân đã bị Diệp thần chấp trưởng, cho nên hắn cùng Diệp thần ở giữa, mâu thuẫn ân oán thực sự không cạn. Diệp thần lập tức cảm thấy khó giải quyết, mong muốn trong tay Trùng Dương chân nhân chiếm lấy nửa đuôi, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Huyết long thở dài, ai, chủ nhân, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, ta biết chiếm lấy 9 đầu vĩ thú không dễ dàng, nghĩ chứng đạo siêu thiên, lại nơi nào sẽ dễ dàng. Hiện ở đây, chủ nhân, người trước tiên có thể nghĩ biện pháp cầm tới thánh tuyển chi thủy, đó là thiên tổ lưu lại thánh vật, ta nếu có thể đạt được, đằng sau dung hợp vĩ thú năng lượng, còn có hóa giải vĩ thú sát khí, rất có tác dụng. Mà lại cái kia thánh tuyển chi thủy, đối người cũng rất hữu dụng, người nếu là có thể luyện hóa, đoán chừng có khả năng đại đại tăng tiến tu vi. Hiện tại Diệp thần tại đây bên trong, hấp thu thiên địa linh khí, khô héo máu thịt liền dần dần khôi phục. Những thiên địa linh khí này, chỉ bất quá mang theo điểm thánh tuyển chi thủy mỏng manh năng lượng, linh chất giống như này dồi dào, nếu là chân chính thánh tuyển chi thủy, linh khí năng lượng khủng bố, vậy đơn giản là nghịch thiên. Diệp thần trong lòng khẽ động, hắn tự nhiên cũng biết thánh tuyển chi thủy giá trị, đằng trước Tinh Diên thậm chí nói qua, nàng nếu có thể đạt được thánh tuyển chi thủy, nàng là có thể giết ngược lại Diệp thần. Bất quá, Lăng Thanh Trúc cũng đã nói. Thánh tuyển chi thủy là thiên tổ một giọt nước mắt biến thành,
giọt này nước mắt bên trong ẩn chứa to lớn tâm tình bi thương, với thân thể người đạo tâm trùng kích to lớn, người bình thường liền tới gần thánh tuyển chi nhãn đều làm không được, chớ nói chi là chiếm lấy thánh tuyển chi thủy. Đằng sau ta nhìn lại một chút, hiện tại không thể gấp. Diệp Thần lắc đầu, hắn mới vừa tiến vào linh khư thánh địa, đối với nơi này thiên cơ còn hết sức chưa quen thuộc, coi như nghĩ chiếm lấy thánh tuyển chi thủy, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn mưu định sau động. Huyết Long nói, tốt, chủ nhân, ta chờ ngươi tin tức. Nói xong, Huyết Long trước hết ngủ say nghỉ ngơi. Chú Tinh Long Thần cũng đánh một cái ngáp, nói, mộ chủ, ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, ai, ta chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, không có có thân thể, đủ loại hạn chế vẫn là quá lớn, ngươi có thể được tận mau giúp ta chế tạo một bộ thân thể a. Ha ha, vùng sa mạc này bên trong quáng tài, cũng là cực tốt tài liệu, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, chú Tinh Long Thần cũng ngủ say. Song Long đều tịch, Diệp Thần thở dài một hơi, bất quá may mắn hắn còn có không ít át chủ bài, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đủ để ứng biến. Diệp Thần tiếp tục điều tức, khôi phục khô héo máu thịt, tại đại lượng thiên địa linh khí tẩm bổ dưới, hắn khô quắt thân thể liền một chút khôi phục lại. Mà lều vải bên ngoài, Diệp Thần mơ hồ nghe được phương xa truyền đến thanh âm đánh nhau, cơ giới kim loại răng rắc tiếng vang. Hung thú gào thét các loại, nghĩ đến là Lăng Thanh Trúc ra ngoài lấy quãng thời điểm, cùng hung thú phát sinh tranh đấu. Cả ngày thời gian, Lăng Thanh Trúc đều tại bên ngoài lấy quãng, Diệp Thần ngay tại trong doanh địa nghỉ ngơi. Chờ đến ngày thứ hai hoàng hôn thời điểm, Lăng Thanh Trúc trở về, mà lúc này Diệp Thần, trạng thái cũng khôi phục 5/6. Diệp Thần ra đến doanh địa bên ngoài, chỉ thấy trở về Lăng Thanh Trúc, quần áo tổn hại, đầu tóc rối bời, trên thân nhuộm vết máu. Rõ ràng trải qua chiến đấu không ít, mà phía sau nàng, đi theo 7-8 đầu to lớn cơ giới khôi lỗi, tất cả đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Lăng cô nương, thế nào? Diệp Thần liền vội hỏi. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng thở phào một hơi, nói, không có việc gì, luân hồi chi chủ, ta lấy quãng thời điểm đụng phải không ít hung thú, cùng những cái kia nghiệt xúc đánh vài khung, không có gì đáng ngại, chính là ta người máy hư hại chút, ta đêm nay đến xây một chút. Nàng móc ra một cái túi đựng đồ, đem đồ trong túi toàn bộ đổ ra, ào 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 một đống lớn khoáng thạch, ngũ thải ban lan chớp động lên hào quang, thiên linh tinh quáng, phượng vũ thiên kim, tử dương canh kim, loại, vô cực vẫn thạch các đều là thượng hạng tài liệu. Đây là thu hoạch của ta, phân ngươi một nửa đi. Lăng Thanh Trúc cười nhẹ một tiếng. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, này chút khoáng vật phẩm chất cực tốt, dùng đến giúp chú Tinh Long Thần chế tạo cơ giới chi thân. Cái kia là hoàn toàn đầy đủ. Chẳng qua là Lăng Thanh Trúc vất vả thu thập khoáng vật, hắn vô duyên vô cớ liền muốn phân đi một nửa, trong lòng băn khoăn, nói, Lăng cô nương, ta không thể vô ích thu ngươi đổ vật, ngươi có gì cần ta hỗ trợ. Lăng Thanh Trúc cười nói, hì hì, hỗ trợ cũng không cần a, luân hồi chi chủ, ngươi tốt xấu cũng xem như đồ đệ của ta đâu, sư phụ cho đồ đệ một chút đồ vật, còn dùng so đo sao. Diệp Thần trong lòng ấm áp, mỉm cười nói ra, cái kia liền đa tạ sư phụ. Dừng một chút, hắn lại có chút cẩn thận mà hỏi, đúng rồi, Lăng cô nương, ngươi khăng khăng muốn tới linh khư thánh địa, nói là nghe được mẫu thân ngươi linh hồn kêu gọi, đây là thật sao? Nếu có cần ta hỗ trợ, cứ việc có khả năng mở miệng. Nghe được Diệp Thần này tra hỏi, Lăng Thanh Trúc biểu lộ cũng là trở nên có chút phức tạp, nói ta đích xác là nghe được mẫu thân của ta kêu gọi, nàng năm đó bị Huyền Vũ đế quân giết chết. Ta cho là nàng đã triệt để vẫn diệt, không nghĩ tới còn có linh hồn tồn tại, lại không biết phiêu đãng tại thánh địa phương nào. Khả năng, linh hồn của nàng, liền ký thác vào pháp tắc thần trên đá đi. Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu, nhìn xem trôi nổi tại thiên táng thiên cấm chế luân hồi bàn, cái kia luân hồi bàn hư ảnh hạch tâm, đang khảm nạm lấy pháp tắc thần thạch. Viên này pháp tắc thần thạch, cùng linh khư thánh địa táng thiên cấm chế hòa làm một thể, khó mà tước đoạt. Năm đó. Lăng Thanh Trúc mẫu thân, nắm trong tay pháp tắc thần thạch, sau này nàng bị Huyền Vũ đế quân giết chết, pháp tắc thần thạch liền bị cướp đi. Nhưng cho dù là Huyền Vũ đế quân, cũng không cách nào một mình chấp nắm pháp tắc thần thạch năng lượng quá kinh khủng, đỉnh cấp thiên đế đều không cầm nổi. Huyền Vũ đế quân đi vào linh khư thánh địa về sau, cái kia viên pháp tắc thần thạch liền tự động bay lên không, cùng bầu trời táng thiên cấm chế luân hồi bàn hòa làm một thể. Huyền Vũ đế quân chưa từng có chính thức có được qua pháp tắc thần thạch, hắn cùng những người khác so sánh,
ưu thế là có thể một mực ở tại Linh Khư Thánh Địa bên trong, khoảng cách gần quan sát pháp tắc thần thạch, cảm thụ huyền bí trong đó. Mà giống Thiên Tổ Các, Đấu Chiến Phủ, Sát Thiên Điện tam đại thế lực người, mong muốn quan sát pháp tắc thần thạch, lĩnh hội trong đó diệu pháp, cũng chỉ có thể ở ngoại vi cự ly xa quan sát, hiệu quả phải kém rất nhiều. Mẫu thân người linh hồn, ở phía trên sao? Này pháp tắc thần thạch, lại muốn thế nào lấy xuống? Diệp Thần ngước nhìn không trung, hoàng hôn dưới bầu trời, cái kia to lớn luân hồi chi bàn thoạt nhìn thần bí mà hùng vĩ, trong đó chỗ tản ra cấm chế uy thế, mang theo thiên tổ còn sót lại ý chí, kinh khủng dị thường. Nếu như trực tiếp đến gần lời, rất có thể muốn bị cấm chế lực lượng xoắn nát. Lăng Thanh Trúc nói, muốn lấy hạ pháp tắc thần thạch, chỉ có triệt để đánh vỡ thiên tổ lưu lại táng thiên cấm chế. Thiên địa tương liên, này táng thiên cấm chế, năng lượng đầu nguồn lại không ở trên trời, mà là tại trên mặt đất, liền là thánh tuyển chi nhãn. Chỉ cần đem thánh tuyển chi nhãn nước suối, toàn bộ lấy đi, táng thiên cấm chế mất đi nguồn năng lượng, liền sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng, Ngô, người cũng biết, thánh tuyển chi thủy là thiên tổ một giọt nước mắt biến thành, tràn ngập thao thiên bi thương, thiên đế tới gần đạo tâm đều muốn sụp đổ, mong muốn lấy đi nước suối, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói cách khác, chỉ cần lấy đi thánh tuyển chi thủy, liền có thể phá vỡ táng thiên cấm chế, cầm tới pháp tắc thần thạch. Lăng Thanh Trúc bất đắc dĩ nói, là như thế này không sai, nhưng cơ bản không thể nào làm được, ai, ta cũng không biết mẫu thân của ta linh hồn, có phải hay không ở phía trên, vẫn là tại địa phương nào khác. Ngô, luân hồi chi chủ, ta cho ngươi xem một chút mẫu thân của ta chân dung đi, ngươi xem một chút dáng dấp của nàng. Ngươi thần thông quảng đại, có lẽ có thể suy tính đến đầu mối gì, tìm tới linh hồn nàng chỗ cũng không nhất định. Nói xong, Lăng Thanh Trúc liền lấy ra một bức họa, tại Diệp Thần trước mặt bày ra. Diệp Thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy chân dung bên trong, là cái thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng thân mang một bộ áo trắng, tựa như tiên tử hàng bụi, khuôn mặt đẹp đẽ vô song, uyển như chạm ngọc, toàn thể lộ ra thiếu nữ cảm giác cùng thanh thuần, thế mà so với Lăng Thanh Trúc còn muốn cái gì? À, đây là mẫu thân ngươi sao? Thoạt nhìn thật trẻ trung, là nàng lúc còn trẻ chân dung a. Diệp Thần không nghĩ tới Lăng Thanh Trúc mẫu thân, như thế tuổi trẻ mỹ mạo, mà lại trên thân lại không có tuế nguyệt hư hại dấu vết. Nói như vậy, không không thời không người tu luyện, tuổi thọ vô tận, nhưng tuế nguyệt không ngừng tích lũy, cũng là sẽ có hư hại, đặc biệt là sinh qua hài tử người, khí chất liền cùng thiếu nữ hoàn toàn khác biệt, dấu vết tháng năm là dù như thế nào đều không che giấu được. Lăng Thanh Trúc lắc lắc đầu nói, không phải, mẫu thân của ta vẫn luôn là dạng này, nàng sẽ không lão, nàng là cơ giới tạo vật. Diệp Thần nói, a, cơ giới tạo vật. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy, nàng là thiên tổ chế tạo cơ giới tạo vật, ban đầu là phụ trách trông coi pháp tắc thần thạch, sau này thiên tổ ẩn độn về sau, nàng liền gả cho cha ta, sau này lại sinh ra ta. Diệp Thần rất đỗi giật mình, nói cơ giới tạo vật cũng có thể sinh con a. Lăng Thanh Trúc mỉm cười, nói, mẫu thân của ta có thể là thiên tổ tự tay chế tạo đó à, ngươi suy nghĩ một chút thiên tổ có bao nhiêu lợi hại, hắn chế tạo ra cơ giới tạo vật, cùng chân nhân cơ bản không có bất kỳ khác biệt nào, duy nhất khác biệt, liền là cơ giới tạo vật không có tâm, mẫu thân của ta cũng không có tâm. Mẫu thân của ta thân là cơ giới tạo vật, tuế nguyệt mài mòn không thêm thân, cho nên nàng xem ra so ta còn trẻ đâu, mà lại rất đơn thuần, năm đó là bị Huyền Vũ đế quân lừa gạt giết. Nếu như là chính diện đối quyết, nàng sẽ không như thế dễ dàng bị giết chết. Không có tâm, liền không có linh hồn, nhưng ta hết lần này tới lần khác nghe được linh hồn nàng kêu gọi, khả năng mẫu thân của ta không biết từ lúc nào, đã có tâm a. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Lăng Thanh Trúc mẫu thân chân dung bên cạnh viết có Lan Tâm Nhị giống bốn chữ, Lan Tâm Nhị nghĩ đến chính là nàng mẫu thân tên. Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Thần trong óc giật mình, linh quang lóe lên. Từ nơi sâu xa phảng phất thấy rõ đến cái gì, kêu lên a, mẫu thân ngươi. Nàng là vị kia hồng nhan. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên xúc động, lập tức ngẩn ngơ, nói cái gì? Diệp Thần nói, thiên tổ hồng nhan. Ngươi không phải nói, thiên tổ năm đó có cái hồng nhan chi kỷ, đột nhiên rời đi, cũng tự chém thiên cơ tan biến sao? Vị kia hồng nhan chi kỷ bộ dáng, liền là mẫu thân ngươi bộ dáng. Nói đúng ra. Là thiên tổ chiếu vào vị kia hồng nhan chi kỷ tướng mạo, chế tạo ra ngươi mẫu thân. Nghe vậy,
Lăng Thanh Trúc giật nảy cả mình, nói, làm sao ngươi biết? Diệp Thần nói, ta không xác định, chẳng qua là trong cõi u minh dự cảm. Nhưng ta tin tưởng cảm giác của ta, nếu có thể tìm tới mẫu thân ngươi, có lẽ liền có manh mối, có thể tìm tới thiên tổ vị kia hồng nhan. Lăng Thanh Trúc suy nghĩ xuất thần, nói, phải không? Nhưng, ta cũng không biết mẫu thân của ta linh hồn ở nơi nào. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trên trời luân hồi bàn chỗ khảm nạm pháp tắc thần thạch, nói, xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp, bắt lại pháp tắc thần thạch. Viên này pháp tắc thần thạch, rất có thể ký thác Lăng Thanh Trúc mẫu thân linh hồn. Mà lại pháp tắc thần thạch bên trong, cũng chắc chắn có Huyền Vũ Đế Quân lưu lại ý chí, chỉ cần có thể đạt được, Diệp Thần có khả năng ngược dòng tìm hiểu thiên cơ, khóa chặt Huyền Vũ Đế Quân hạ lạc, dạng này liền có cơ hội cầm tới Huyền Vũ mảnh vỡ. Lăng Thanh Trúc nói, này pháp tắc thần thạch, không có dễ cầm như vậy a. Diệp Thần nói, ta biết, ân, ngươi cho ta khoáng vật, ta trước hết nhận. Bàn tay hắn một quyển, đem trên mặt đất một nửa khoáng vật, trước thu xuống dưới. Này chút khoáng vật có khả năng cho chú Tinh Long Thần chế tạo một đúng với máy móc chi thân, chờ chú Tinh Long Thần có thân thể, thực lực của hắn là có thể tiến một bước mạnh mẽ, dạng này có khả năng tốt hơn đến giúp Diệp Thần. Muốn đoạt bắt trước thì thần thạch, chắc chắn có loại nguy hiểm, Diệp Thần nhất định phải làm an bài xong. Lăng Thanh Trúc xem Diệp Thần bộ dáng, tựa hồ cần khoáng vật có tác dụng lớn, nhân tiện nói, luân hồi chi chủ, người muốn này chút khoáng vật tựa hồ rất cần dùng gấp A, người còn cần tốt hơn tài liệu sao? Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, há, còn có tốt hơn tài liệu sao? Hắn cho chú Tinh Long Thần chế tạo cơ giới chi thân, vậy dĩ nhiên là tài liệu phẩm chất càng tốt lại càng tốt. Lăng Thanh Trúc nói, vùng sa mạc này bên trong còn có giá trị nhất khoáng vật. Gọi Long Hồn Thiên Kim, bất quá có đại lượng oán long chiến hồn chấn thủ lấy, ta cơ giới tôi tớ có thể đối phó hung thú, nhưng đối phó với này loại linh hồn thể, liền lực có thua, cho nên ta hôm qua phát hiện Long Hồn Thiên mỏ vàng mạch thời điểm, cũng không có đi đào, dù sao quá mạo hiểm. Cái kia Long Hồn Thiên Kim giá trị, so với ta hiện tại ngắt trở về khoáng thạch, còn muốn chân quý mấy lần đây. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói, há, nếu quả thật có này loại khoáng thạch, vậy ngươi có khả năng mang ta đi nhìn một chút. Bây giờ Diệp Thần trạng thái, đã khôi phục 5/10, đối phó nguy hiểm là đầy đủ. Lăng Thanh Trúc nói Long Hồn Thiên mỏ vàng mạch bên kia, có đại lượng oán long chiến hồn trông coi, nàng đánh không lại, nhưng Diệp Thần có lẽ có thủ đoạn có thể giải quyết. Lăng Thanh Trúc nói, có khả năng, ngày mai đi thôi, ta đêm nay trước xây một chút ta người máy, ngươi cũng lại nghỉ ngơi một chút đi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần nói, ừm. Lăng Thanh Trúc lại đem trong tay chân dung kín đáo đưa cho Diệp Thần, nói, cái này cho ngươi, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới mẫu thân của ta linh hồn đi. Diệp Thần nói, được. Thương nghị cố định, Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc, ngay tại trong doanh địa nghỉ ngơi, hai người đưa tin phù, đều không có động tĩnh gì, rõ ràng thiên tổ các những người khác, đều không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Diệp Thần ngưng tâm nếm thử bắt tiểu mạt lị khí tức. Nhưng vẫn là truy tìm không được, bất quá may mắn, Diệp Thần có thể đại khái cảm nhận được, tiểu mạt lị còn sống. Đến mức Lăng Thanh Trúc mẫu thân lan tâm nhị linh hồn, đồng dạng thiên cơ phiêu miểu không thể tìm ra. Bất đắc dĩ, Diệp Thần lắc đầu, đành phải trước tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, lại trải qua một đêm nghỉ ngơi, Diệp Thần trạng thái đã khôi phục lại 70%, ít nhất theo mặt ngoài xem, hắn thoạt nhìn là tinh thần máu thịt no đủ bộ dáng. Không giống hai ngày trước như vậy tiêu tụy. Lăng Thanh Trúc theo trong lều vải ra tới, Diệp Thần thấy được nàng gương mặt tái nhợt, đi qua một đêm nghỉ ngơi, nàng trạng thái thế mà so với hôm qua còn không xong, không khỏi nhường Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hỏi. Lăng cô nương, người thế nào, vẻ mặt làm sao kém như vậy? Có phải hay không bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lăng Thanh Trúc cười khổ một tiếng, hô hấp đều trở nên suy yếu, nói thật có lỗi, luân hồi chi chủ. Là ta tu vi không đủ, giống như có chút ngăn không được linh khư thánh địa cấm chế khí tức. Linh khư thánh địa cấm chế đâu đâu cũng có, coi như bị tiểu mạt lị đạp đi đại lượng, nhưng còn lại y nguyên có chút hung mãnh, đối võ giả tới nói, trùng kích to lớn. Diệp Thần tu vi nội tình cường hãn, tự nhiên không cảm thấy có cái gì, nhưng Lăng Thanh Trúc thân là cơ giới sư, nàng bản thể tu vi vô cùng hư cạn, đối mặt linh khư thánh địa cấm chế, vậy dĩ nhiên là vô cùng khó chịu. Đây cũng là phụ thân của nàng, còn có thiên tổ các cao tầng,
tuyệt không đồng ý nàng đi theo tiến vào thánh địa nguyên nhân. Diệp Thần thở dài, nguyên lai là thế này phải không? Ngô, ta đây cho ngươi thần giáp mệnh tinh bảo hộ, ngươi hẳn là sẽ dễ chịu một chút. Nói xong, Diệp Thần điều động xuất thần giáp mệnh tinh năng lượng, hóa thành một bộ màu vàng kim chiến giáp, bao trùm tại Lăng Thanh Trúc trên thân, một cỗ huyền diệu thủ hộ lực lượng, lập tức tại chiến giáp bên trên truyền ra, tư dưỡng Lăng Thanh Trúc chỉnh cỗ thân thể. Lăng Thanh Trúc lập tức thấy quanh mình cấm chế áp lực giảm nhiều, cả người lập tức buông lỏng rất nhiều, liền sắc mặt tái nhợt đều cấp tốc khôi phục hồng nhuận phơn phớt, nàng liền biết thần giáp mệnh tinh huyền diệu cùng mạnh mẽ, nói ra. Luân hồi chi chủ, ngươi đem thần giáp mệnh tinh cho ta, vậy còn ngươi? Diệp Thần dùng đùa giỡn giọng điệu nói ra, nhục thể của ta cùng linh hồn rất mạnh mẽ, ngươi yên tâm đi, coi như không có thần giáp mệnh tinh, ta y nguyên vô địch. Lăng Thanh Trúc ngẩn ngơ, lại mắt mang ý cười, nói ra, được a, ngươi rất mạnh, hì hì, vậy chúng ta đi ngắt long hồn thiên kim đi, những oán long đó chiến hồn, trấn áp liền giao cho ngươi. Diệp Thần cười nói, không có vấn đề. Ngay sau đó hai người liền kết bạn rời đi doanh địa, Lăng Thanh Trúc cùng Diệp Thần rất thân cận, cánh tay ngọc một cách tự nhiên vươn, kéo lại Diệp Thần cánh tay, mặc dù cách thần giáp mệnh tinh biến thành chiến giáp. Diệp Thần cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng cùng mềm mại. 7-8 đầu to lớn cơ giới khôi lỗi, đạp lên răng rắc trầm trọng bộ pháp, đi theo phía sau hai người, hình tượng này tại mịt mờ trong sa mạc, lộ ra có chút hùng vĩ. Hai người một đường tiến lên, trên đường gặp được một chút hung thú, nhưng ra ngoài ý định, những cái kia độc giác bỏ cạp, cát mãng, sa mạc rắn mối khổng lồ, man hoang sư yêu các loại, vừa thấy được Diệp Thần, liền hoảng sợ thoát đi mà đi. Hoàn toàn không dám tới gần. Luân hồi chi chủ, ngươi cũng thật là lợi hại nha, khí tức của ngươi, đều nắm những hung thú kia hù chạy. Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, cũng là thêm ra mấy phần sùng bái. Diệp Thần thấy thế cũng là có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến là chính mình nhiều lần mượn dùng huyết long cùng đúc tinh lực lượng của long thần, trên thân một cách tự nhiên mang theo long uy, cỗ này long uy đối hung thú tới nói. Tự nhiên là nghiền ép cấp bậc tồn tại, cho nên hung thú đều trốn tránh hắn. Hung thú tránh lui, cái kia ngược lại là tiết kiệm Diệp Thần không ít phiền toái, ven đường thấy một chút hoa cỏ dược liệu, mỏ tinh thạch vật, Diệp Thần liền toàn bộ bỏ vào trong túi, khô kiệt tài nguyên cuối cùng đạt được một chút bổ sung. Toàn bộ thánh tuyển sa mạc, liền là một bảo tàng khổng lồ, nơi này có đại lượng thiên tổ thời đại lưu lại thiên tài địa bảo, Diệp Thần có khả năng nhỏ phát một bút. Đi ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Thần xa xa liền thấy một mảnh ốc đảo. Đến, Long Hồn Thiên Kim ngay ở chỗ này. Lăng Thanh Trúc dừng bước lại, nói ra. Diệp Thần cũng dừng bước lại, chỉ thấy ốc đảo bên trong sinh cơ bừng bừng, thậm chí sinh cơ có chút quá nồng nặc, bên trong hoa cỏ cây cối hiện ra một cỗ quỷ dị màu xanh sẫm, lộ ra âm u sâu lắng, từ trong đó có khả năng mơ hồ nhìn thấy đến thiên tổ năm đó đè nén tâm tình. Tại ốc đảo bên trong, có từng sợi long hình chiến hồn quanh quẩn, thánh tuyển sa mạc có đại lượng hung thú tồn tại, một chút đặc biệt mạnh mẽ hung thú, sau khi chết sẽ không tiêu vong, linh hồn sẽ hóa thành chiến hồn, một mực tại trên sa mạc phiêu đãng, bởi vì thiên tổ rời đi, chúng nó sẽ không còn có luân hồi cơ hội sống lại. Tại ốc đảo bên trong, Diệp Thần có thể rõ ràng thấy có một đầu màu vàng kim khoáng mạch, như long mạch ở trên mặt đất kéo dài, nghĩ đến liền là Lăng Thanh Trúc nói tới Long Hồn Thiên Kim. Mà lúc này, tại Long Hồn Thiên Kim trong mỏ quặng, đang có một nhóm người tại đảo bới lấy, bọn hắn đều là người mặc áo trắng, xem bộ dáng đều là đấu chiến phủ người. À, có người, là đấu chiến phủ người, hỏng bét, xem ra bọn hắn cũng phát hiện chỗ này quặng mỏ, còn nhanh chân đến trước. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy đám kia người áo trắng, lập tức có chút ngoài ý muốn, đều là đấu chiến phủ đệ tử. Thanh âm của nàng truyền đến ốc đảo bên trong đi, trong mỏ quặng đấu chiến phủ đám võ giả. Dồn dập ngẩng đầu, nhìn thấy Lăng Thanh Trúc cùng Diệp Thần, cũng là 10 điểm ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì, tiếp tục lấy quặng. À, làm sao ốc đảo bên trong long hồn, không có công kích bọn hắn. Diệp Thần phát hiện, phiêu đãng tại trên ốc đảo từng con long hồn, tựa hồ hoàn toàn không thấy đấu chiến phủ một đám võ giả, nhưng ánh mắt của bọn nó, lại là hướng Diệp Thần nhìn bên này đến, mang theo oán độc cùng cảnh cáo vẻ mặt. Này chút long hồn tích lũy có đại lượng oán niệm, tính công kích cực cường, nếu như dám tùy tiện tới gần ốc đảo, khẳng định sẽ phải gánh chịu long hồn mãnh kích, nhưng một đám đấu chiến phủ võ giả, lại là bình yên vô sự tại ốc đảo bên trong lấy quặng,
Chư Long Hồn chỉ cảnh giác nhìn xem Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc hai người, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, tràn ngập cảnh cáo ý vị. Là văn minh chi quang, đấu chiến phủ đặc thù thần thông, chỉ yêu cầu văn minh chi quang phóng xuất ra, coi như lại dã man hung thú, cũng sẽ có được văn minh giáo hóa, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn dâng lên. Dĩ nhiên, cỗ này dịu dàng ngoan ngoãn, chẳng qua là nhằm vào bọn họ, chúng ta không có văn minh chi quang bảo hộ, bước vào ốc đảo, khẳng định sẽ bị Long Hồn công kích. Lăng Thanh Trúc gương mặt xông lên một vệt ngưng trọng, nàng cũng không nghĩ tới đấu chiến phủ người lại ở chỗ này, bất quá ốc đảo bên trong Long Hồn thiên kim tài nguyên khoáng sản đầy đủ phong phú, bây giờ còn có đại lượng còn lại, nàng và Diệp Thần cũng có cơ hội kiếm một chén canh, nhưng khẳng định không có đấu chiến phủ người nhẹ nhàng như vậy. Văn minh chi quang. Diệp Thần nhìn về phía cái kia một đám đấu chiến phủ võ giả, quả nhiên thấy trên người bọn họ hơi hơi tản ra tinh khiết ánh sáng màu trắng. Cỗ này hào quang cùng hắn thiên quang kiếm đạo hữu chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Thiên quang kiếm đạo ánh sáng, là ẩn chứa ngàn sắc vạn tượng ánh sáng, mà đấu chiến phủ đám võ giả hào quang, thì là một loại mang theo đại trật tự, đại văn minh khí tức ánh sáng. Cỗ này hào quang phát tán ra, phảng phất lại dã man địa phương, đều có thể trấn áp thu phục, đóng đô sơn hà. Này loại quang chi nói, không phải không không lúc nào không người có thể nghĩ ra đồ vật, là thế giới bên ngoài pháp tắc. Diệp Thần tầm mắt vô cùng sắc bén, chỉ nhìn thoáng qua, liền thấy đấu chiến phủ võ giả trên người hào quang, mang theo thế giới bên ngoài khí tức, tràn ngập quang chi đạo huyền diệu đạo uẩn. Hết thảy đầu nguồn, là thái sơ chi quang, liên quan tới thái sơ, liên quan tới ánh sáng, 72 trụ thần hoặc nhiều hoặc ít đều có giải thích của mình, tỉ như thiên tổ lĩnh hội quang chi nói, liền sáng tạo ra thiên quang luân hồi trảm, mà này văn minh chi quang. Khẳng định là một vị khác trụ thần sáng tạo diệu pháp. Diệp Thần, truyền đến ốc đảo bên trong, Long Hồn thiên kim trong mỏ quặng, một thanh niên nam tử lỗ tai khẽ động, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười đường cong, dừng lại lấy quặng, đứng lên, vỗ vỗ tay nhìn chăm chú Diệp Thần, nói ra. Không hổ là luân hồi chi chủ, ánh mắt quả nhiên độc ác a, này đều bị ngươi đã nhìn ra, ha ha, ta đấu chiến phủ văn minh chi quang, truyền thừa từ đại hiền giả. Ảo diệu trong đó chỗ, có thể so sánh thiên tổ lợi hại hơn nhiều. Thiên tổ quá mức dã man, mong muốn đem chư thiên chúng sinh đều đặt vào hắn luân hồi, không khỏi quá mức bá đạo, chỉ có đại hiền giả, mới thật sự là thánh hiền, thành lập văn minh trật tự, giáo hóa sinh linh, như thế phương có thể thành lập chân chính hoàn mỹ thế giới, rửa sạch sáng thế đạo quả ô uế. Truyền thuyết thế gian tồn tại một khỏa sáng thế đạo quả, liền là sáng thế đại công đức ngưng kết trái cây, 72 trụ thần. Đều nghĩ chiếm lấy viên này sáng thế đạo quả. Nhưng hết sức đáng tiếc, coi như cướp được sáng thế đạo quả, bọn hắn cũng không có khả năng biến thành ánh sáng, bởi vì thế giới này có quá nhiều hắc ám địa phương, dẫn đến sáng thế đạo quả cũng che kín ô uế, không rửa sạch này chút ô uế, là không thể nào đạt được thái sơ công nhận, cũng không có khả năng biến thành quang. Vì thành lập chân chính hoàn mỹ thế giới, 72 trụ thần các hiển thần thông, ý chí của bọn hắn bắn ra đến không không lúc nào không cùng chư thiên, khiến cho đến chư thiên có vô số vĩ đại tồn tại, cũng tại trầm tư suy nghĩ muốn thế nào thành lập hoàn mỹ thế giới, tìm kiếm trung cực trật tự. Thiên tổ dã man. Diệp Thần nghe cái kia thanh niên nam tử, không thể nín được cười cười, nói ra, người nói đại hiền giả so thiên tổ lợi hại, vậy làm sao hiện tại thiên tổ còn sống, đại hiền giả nhưng đã chết đâu. Đại hiền giả danh hiệu, Diệp Thần cũng còn nhớ rõ. Nam Châu Thiên Pháp Tắc Thần Thạch, ẩn chứa ba vị trụ thần còn sót lại pháp tắc, cái kia ba vị trụ thần ngoại trừ Thiên Cơ lão nhân cùng Hắc Hoàng đế bên ngoài, còn có một cái liền là Đại Hiền giả. Đại Hiền giả kết cục, khẳng định cũng cùng Thiên Cơ lão nhân, Hắc Hoàng đế không sai biệt lắm, đều là chết, thân thể phá toái, bọn hắn pháp tắc mảnh vỡ, liền bị thiên tổ thu nạp, đúc nóng thành pháp tắc thần thạch. Thanh niên nam tử nghe Diệp Thần nói, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười nói. Văn minh cùng dã man, không phải dựa vào sinh tử mà định ra, liền như thế tục bên trong cũng có rất nhiều vương triều đại quốc, bị man tộc công hãm, chẳng lẽ nói man tộc so với văn minh quốc gia còn tân tiến hơn sao? Dã man chẳng qua là bạo lực, không được ưa chuộng, dựa vào dã man thành lập thế giới, sáng thế trái cây tất nhiên là hắc ám, chỉ có văn minh trật tự, mới thật sự là quang minh. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, nói, huynh đài cũng là có hào hứng, vậy mà cùng ta bàn về nói tới. Không biết xưng hô như thế nào. Trong mỏ quặng người toàn bộ dừng lại hạ động tác, chen chúc đến cái kia thanh niên nam tử bên người, tầm mắt lại đồng loạt nhìn xem Diệp Thần.
Thanh niên nam tử mỉm cười, hướng Diệp Thần chắp tay nói, tại hạ Hoàng Phủ Hiên, đấu chiến phủ thánh tử, gặp qua luân hồi chi chủ, trước đây ngươi cùng tinh diên ma nữ một trận chiến, võ đạo thần thông kinh thiên, quả thực khiến người khâm phục a. Thịnh danh chi hạ, quả nhiên không yếu. Chỉ thấy Hoàng Phủ Hiên lúc nói chuyện, trên người văn minh chi quang, càng rực rỡ, ốc đảo bên trong long hồn, từng đầu vây quanh hắn chuyển động, hình ảnh thoạt nhìn kỳ dị có hùng vĩ. Diệp Thần ôm quyền nói, nguyên lai là đấu chiến phủ thánh tử, hạnh ngộ. Hắn cảm ứng một thoáng Hoàng Phủ Hiên khí tức, đại khái là thông thiên cảnh một tầng thiên, loại cấp bậc này thần vương, Diệp Thần coi như không có luân hồi mộ địa huyết long trợ lực, dựa vào lực chiến đấu của mình cũng có thể chiến thắng. Nhưng, Hoàng Phủ Hiên đã là đấu chiến phủ thánh tử, cái kia nghĩ đến còn có đủ loại mạnh mẽ át chủ bài thủ đoạn, tự nhiên không phải bình thường thần vương có thể so sánh. Mà lại Diệp Thần bây giờ trạng thái cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu quả thật đánh lên, thắng bại số lượng cũng còn chưa biết. Hoàng Phủ Hiên cười nói, luân hồi chi chủ, xem ngươi ánh mắt, ngươi cũng muốn này long hồn thiên kim. Diệp Thần nói, đúng vậy. Hoàng Phủ Hiên cười nói, đầu này khoáng mạch là ta đấu chiến phủ phát hiện trước, còn mời luân hồi chi chủ cho chút thể diện, không muốn cùng tại hạ tranh đấu, bằng không tổn thương hòa khí sẽ không tốt. Diệp Thần cười nói, thiên địa bảo vật vô chủ, người có duyên có được, mà lại ta xem đầu này long hồn thiên kim khoáng mạch, tài nguyên khoáng sản rất phong phú, nghĩ đến là đủ chúng ta phân ra. Hoàng Phủ Hiên lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không muốn cùng người chia sẻ, ta đấu chiến phủ chế tạo vĩ đại kỳ quan, cần đại lượng tài nguyên, này long hồn thiên mỏ vàng tàng mặc dù phong phú, nhưng cũng là trăm triệu không đủ. Huống chi, nơi này có oán long chiến hồn thủ hộ, luân hồi chi chủ. Người muốn vào đến, có thể không dễ dàng như vậy. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Hiên thôi động trên người văn minh chi quang, từng đầu long hồn, liền nhận chỉ huy của hắn, tại ốc đảo bên cạnh dương nhanh múa vuốt, âm u gào thét, sát khí kịch liệt sôi trào, khí tượng có chút khủng bố. Hoàng Phủ Hiên cử động lần này mang theo điểm uy hiếp mùi vị, là muốn nhường Diệp Thần biết khó mà lui. Diệp Thần nhìn xem Hoàng Phủ Hiên uy hiếp, chỉ mỉm cười, nói, xem ra. Hoàng Phủ Huynh là thật muốn độc chiếm đầu này khoáng mạch, không có chút nào cho ta. Hoàng Phủ Hiên cười nói, ta đấu chiến phủ phát hiện trước bảo tàng, cái kia dĩ nhiên chính là ta đấu chiến phủ, luân hồi chi chủ nếu như muốn, có thể cầm một vật tới trao đổi. Diệp Thần tầm mắt chớp lên, nói, há, ngươi mong muốn ta cầm đồ vật gì trao đổi. Hoàng Phủ Hiên nói ra, xương chi thạch, ta biết chiến thần bao tay 6 khối bảo thạch, trong đó có một khỏa ngay tại trên tay ngươi. Chiến thần bao tay, chính là ngày xưa đấu chiến thần pháp khí, khảm nạm có xương chi thạch, huyết chi thạch, tinh chi thạch, nguyệt thạch, ngày chi thạch, tâm chi thạch lục đại bảo thạch. Đối đấu chiến thần sau người mà nói, chiến thần bao tay cùng cái kia 6 viên bảo thạch, giá trị thao thiên, vô cùng trọng yếu. Đấu chiến phủ phụng đấu chiến thần vì sư tổ, đối cái kia 6 viên bảo thạch, tự nhiên cũng là phi thường có hứng thú. Hoàng Phủ Hiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Xương chi thạch ngay tại Diệp Thần trong tay. Ha ha, Hoàng Phủ Huynh cũng là tốt ánh mắt, có thể nhìn ra xương chi thạch tại trên người của ta. Diệp Thần cười cười, tay phải nâng lên, tay cầm màu vàng kim thần quang tuôn ra, hóa ra một cái hoàng kim cùng thanh đồng hỗn hợp chế tạo bao tay bằng kim loại, đó chính là chiến thần bao tay, bất quá là phỏng chế phẩm. Chân chính chiến thần bao tay, tại đấu chiến thần ngã xuống về sau, sớm liền không biết đi rơi tới nơi nào. Diệp Thần trên tay mang theo cái này, là lúc trước hắn tại tinh không tranh bá thi đấu thu được đến chiến lợi phẩm, là hùng bá gia tộc chế tạo phảng phẩm. Tuy nói là phỏng chế phẩm, nhưng cái này chiến thần bao tay, vẫn là có cùng chân chính bao tay tương tự trật tự, tại đây cố trật tự trợ lực dưới, lục đại bảo thạch có khả năng phát huy ra cường hãn nhất uy lực. Lúc này ở Diệp Thần bao tay đầu ngón tay vị trí, đang khảm nạm lấy một khỏa bảo thạch, đó chính là xương chi thạch. Diệp Thần thủ đoạn thần thông rất nhiều, này xương chi thạch cùng chiến thần bao tay, từ tinh không tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, hắn liền không có lại dùng qua, lúc này nghe được Hoàng Phủ Hiên đề cập, mới điều động ra tới. Hoàng Phủ Hiên thấy Diệp Thần bao tay đầu ngón tay bên trên khảm nạm xương chi thạch, nhất thời sáng mắt lên, không còn có vừa mới bình tĩnh, gương mặt không che giấu được cuồng nhiệt, thậm chí xông lên một vệt tham lam, hắn liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nói. Xương chi thạch, còn có chiến thần bao tay. Cái bao tay này tuy là phỏng chế phẩm, nhưng cũng là hùng bá gia tộc dốc hết tâm huyết tạo ra a, có giá trị không nhỏ.
Tại đấu chiến thần hậu duệ bên trong, Hùng Bá gia tộc là duy nhất thuần huyết, có được cùng đấu chiến thần giống nhau như đúc chiến cuồng nguyên thể, giống Hoàng Phủ Hiên chỗ đấu chiến phủ, chẳng qua là đấu chiến thần nhất mạch bàng chi, chỉ có Hùng Bá gia tộc mới là dòng chính. Hoàng Phủ Hiên vốn đang coi là, Diệp Thần trên thân chỉ có xương chi thạch, không nghĩ tới còn có một cái phỏng chế chiến thần bao tay, cái này khiến hắn có điểm niềm vui ngoài ý muốn. Luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi chịu đem xương chi thạch cùng chiến thần bao tay cho ta, nơi này Long Hồn Thiên Kim, ta có khả năng toàn bộ cho ngươi, thậm chí cho ngươi thêm một chút tài nguyên. Hoàng Phủ Hiên nói thẳng. Diệp Thần nhịn không được cười nói, ngươi cảm thấy, ta thoạt nhìn giống cái kẻ ngu sao. Long Hồn Thiên Kim mặc dù chân quý, nhưng vô pháp cùng xương chi thạch so sánh, bởi vì xương chi thạch có duy nhất tính, chư thiên to lớn, cũng chỉ có một khỏa, mà Long Hồn Thiên Kim lại có rất nhiều. Trên tay của ngươi, cũng có một khỏa chiến thần bảo thạch a. Là tinh chi thạch. Mong muốn ta xương chi thạch, vậy ngươi liền lấy ngươi tinh chi thạch tới đổi. Diệp Thần tại hiện ra xương chi thạch về sau, cũng là cảm ứng rõ ràng đến, từ trên người Hoàng Phủ Hiên, truyền đến một cỗ cộng minh. Hắn lập tức liền phát hiện, Hoàng Phủ Hiên ngón trỏ tay phải bên trên, mang theo một chiếc nhẫn, phía trên khảm nạm lấy một khỏa bảo thạch, cái kia bảo thạch hơi hơi hiện ra một tầng tinh thần hào quang, nếu như hắn không nhìn lầm, đó chính là lục đại bảo thạch bên trong tinh chi thạch. Tại chiến thần bao tay lục đại bảo thạch bên trong, tinh chi thạch đại biểu cho tinh thần lực lượng, mà lại không phải bình thường tinh thần lực lượng, là tinh không bỉ ngạn tinh thần lực lượng. Luận giá trị, tinh chi thạch so với xương chi thạch cao hơn. Nếu như Hoàng Phủ Hiên chịu xuất ra tinh chi thạch, Diệp Thần cũng không để ý đem trong tay mình xương chi thạch giao ra. Hoàng Phủ Thực Hiên ra mặt run lên, nói, người đây là tại khó xử ta. Diệp Thần nhìn xem Hoàng Phủ Hiên biểu lộ, cười nói, xem Hoàng Phủ huynh bộ dáng, là không muốn giao dịch, thôi, không nói cái này, ta hôm nay chỉ cần Long Hồn Thiên Kim. Dứt lời, Diệp Thần không tiếp tục nói nhảm, bỗng nhiên một trường cuồng đập mà ra. Hướng về chấn thủ ốc đảo rất nhiều long hồn đánh tới. Đại thiên thần diệt trưởng. Cuồng bạo hủy diệt khí tức, theo Diệp Thần tay cầm bộc phát ra, tại chiến thần bao tay ra chỉ dưới, một trưởng này còn mang theo thao thiên ý chí chiến đấu, cỗ này ý chí chiến đấu hung mãnh, thậm chí nhường Diệp Thần ý niệm cường độ, vượt qua rất nhiều long hồn oán niệm. Hung mãnh cuồng bạo trưởng phong nghiền ép mà qua, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy nhiều long hồn, tại trong chớp mắt, liền bị Diệp Thần hủy diệt trưởng phong ép diệt, ốc đảo bên trong quanh quẩn oán niệm sát khí, lập tức tiêu tán đến sạch sành xanh, thiên địa đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Diệp Thần mạnh mẽ, liền mạnh mẽ đến nước này, một trưởng ra, chư long hồn phá diệt, hoàn toàn không thể ngăn cản. Hoàng Phủ Hiên cùng một đám đấu chiến phủ đệ tử, triệt để choáng váng, bọn hắn biết Diệp Thần mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới lại mạnh mẽ đến nước này. Cái kia cuồng bạo hủy diệt trưởng phong càn quét toàn bộ ốc đảo, nhưng hết lần này đến lần khác không có làm bị thương hắn nhóm, bọn hắn đương nhiên sẽ không coi là Diệp Thần không có năng lực này, Diệp Thần hiển nhiên là lưu lại một tay, không muốn vạch mặt. Lăng Thanh Trúc cùng sau lưng nàng cơ giới đám khôi lỗi, cũng là choáng váng, ở trong mắt nàng vô cùng khó dây dự oán long chiến hồn, Diệp Thần thế mà một trưởng liền giải quyết. Diệp Thần khóe miệng mang theo mỉm cười đường cong, nhanh chân đi vào ốc đảo bên trong. Hướng về kia Long Hồn Thiên Mỏ vàng mạch đi đến, Lăng Thanh Trúc suy nghĩ một chút, liền cuống quyết đi theo Diệp Thần đằng sau, mặc dù muốn cùng đấu chiến phủ đối kháng, nàng cũng không tránh lui. Ta muốn cầm đi một nửa Long Hồn Thiên Kim, các ngươi người nào phản đối? Diệp Thần cười, nhìn xem Hoàng Phủ Hiên đám người, đi thẳng tới khoáng mạch phía trên, tay cầm giữa trời đè ép, răng rắc một tiếng, liền đem khoáng mạch từ giữa đó nứt đoạn, hắn liền chuẩn bị đem một nửa khoáng mạch lấy đi. Này Long Hồn Thiên Kim là đỉnh cấp khoáng thạch, 10 điểm kiên cố, coi như là Hoàng Phủ Hiên, cái này đấu chiến phủ thánh tử, cũng làm không được trực tiếp đứt đoạn khoáng mạch, cần một chút đem khoáng thạch khai quật ra, nhưng Diệp Thần hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, một ra tay liền đem khoáng mạch cắt đứt. Cường đại như vậy võ đạo thủ đoạn, làm cho Hoàng Phủ Hiên đám người vô cùng chấn động. Nhưng, mắt thấy Diệp Thần muốn thu đi một nửa khoáng mạch, Hoàng Phủ Hiên nhưng cũng trăm triệu không muốn. Giận dữ cả giận nói, ta phản đối. Luân hồi chi chủ, đây là ta đấu chiến phủ bảo tàng, ngươi không có tư cách nhúng chàm. Ngươi thần thông vô địch, nhưng ta Hoàng Phủ Hiên cũng không phải dễ khi dễ. Tinh diên ma nữ đánh không lại ngươi, nhưng ta có khả năng. Đại hiền giả có khả năng.
Nương theo lấy Hoàng Phủ Hiên tiếng nói vừa ra, cuồn cuộn thuần trắng hào quang, từ trên người hắn dâng trào mà ra, vô cùng nóng rực lóa mắt. Này loại thuần trắng hào quang, cùng Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quang, nhìn từ bề ngoài là giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt. Diệp Thần Thiên Quang Luân Hồi Trảm hào quang, bên trong ẩn chứa ngàn sắc vạn tượng biến hóa, mà Hoàng Phủ Hiên chỗ bùng nổ hào quang, là văn minh chi quang, lộ ra đại trật tự uy nghiêm khí tượng. Thậm chí có thể nói, cỗ này văn minh chi quang, cũng không chân chính thuộc về Hoàng Phủ Hiên, mà là thuộc về 72 trụ thần bên trong đại hiền giả. Hoàng Phủ Hiên bên người đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dồn dập hét lớn, thánh tử đại nhân, tuyệt đối không thể. Nhưng Hoàng Phủ Hiên cũng không có nghe theo khuyên can, tựa hồ là sử dụng cái gì cấm pháp, trên thân nở rộ hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Từng sợi thuần trắng hào quang bên trong, lại lưu chuyển ra cổ lão phức tạp phù văn. Những phù văn này cuối cùng tại Hoàng Phủ Hiên đỉnh đầu hội tụ, ngưng kết thành một quyển thiên thư, tản mát ra chiếu đến bốn phương cuồn cuộn thần mang, mang có không gì sánh nổi nóng rực văn minh trật tự. Cái gì là văn minh? Kinh thiên vĩ địa nói văn, chiếu đến bốn phương nói sáng. Diệp Thần lập tức chấn động, hắn theo Hoàng Phủ Hiên đỉnh đầu văn minh thiên thư, nhìn thấy đủ loại thiên cơ, thậm chí mơ hồ thấy được ngày xưa đại hiền giả thân ảnh. Thế gian hết thảy văn minh đầu nguồn. Chính là đại hiền giả, hắn là văn minh người khai sáng, cũng là văn minh dẫn dắt người, thế gian thật nhiều truy cầu văn minh trật tự người, kỳ thật đều là tại trong lúc bất chi bất giác, nhận đại hiền giả hào quang cảm nhiễm. Tỷ như cửu thương cổ hoàng, không không lúc nào không vị thứ nhất nhân hoàng, hắn nghĩ tại thần ma nổi dậy như ong thời đại viễn cổ, thành lập một cái không có sát lục, không có máu tanh ổn định trật tự, cỗ này ổn định trật tự liền là văn minh, đầu nguồn tại đại hiền giả trên thân. Còn có đạo thiên đế Lạc Phi Thiên, hắn từng chế tạo văn minh chi kiếm, xem như chính mình chấp trưởng vũ trụ mệnh cách hải đăng, cái kia văn minh chi kiếm ẩn chứa trật tự áo nghĩa, cũng là nguồn gốc từ đại hiền giả. Phạm thiên thế giới nơi đản sinh, là vô cùng hỗn loạn, đại hiền giả xuất hiện, nhưng thế giới gia tốc tiến vào ổn định, vì vô số ngu muội sinh linh mang đến văn minh giáo hóa, hắn tồn tại quá mức cổ lão, đến mức bây giờ thế gian, cơ hồ không có dấu vết của hắn tồn tại. Nhưng không hề nghi ngờ, đại hiền giả liền là hết thảy văn minh đầu nguồn. A, luân hồi chi chủ, cẩn thận, đó là văn minh thiên thư, là đại hiền giả vĩ đại kỳ quan, cũng là truyền thừa của hắn. Này Hoàng Phủ Hiên là thằng điên, đã sớm đem linh hồn hiến tế cho đại hiền giả, hắn có khả năng sử dụng đại hiền giả kỳ quan, rất kinh khủng. Lăng Thanh Trúc thấy Hoàng Phủ Hiên trên đỉnh đầu thiên thư, lập tức lên tiếng kinh hô. Tại Nam Châu Thiên bên trong, có hai lớn tuyệt thế thiên tài, một cái là sát thiên điện tinh diên ma nữ, mà một cái khác, liền là đấu chiến phủ thánh tử, Hoàng Phủ Hiên. Cùng tinh diên ma nữ khác biệt, Hoàng Phủ Hiên thừa kế, là đại hiền giả quyền hành. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn thiên thư, in chiếu đến sợi ngang sợi dọc bốn chữ, đây là văn minh thiên thư, lại gọi chiếu đến sợi ngang sợi dọc đại thiên thư, là đại hiền giả vĩ đại truyền thừa, đại biểu cho ban đầu văn minh trật tự, vô cùng rực rỡ nóng rực. Lăng Thanh Trúc nhận cái kia văn minh chi quang chiếu rọi, Kiều Khu liền run rẩy lên, trong lòng sinh ra một cỗ thần phục suy nghĩ, lại đi xem Hoàng Phủ Hiên thời điểm, nàng liền thấy Hoàng Phủ Hiên là chấp trưởng văn minh nhân hoàng, mà nàng là thần dân, nàng muốn thần phục tại văn minh trật tự xuống. Đều quỳ xuống cho ta đi, văn minh thiên thư buông xuống, tựa như đại hiền giả đích thân tới, các ngươi ai dám phản kháng. Hoàng Phủ Hiên nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc hai người, đem văn minh thiên thư hào quang thôi động đến cực hạn, chiếu rọi toàn bộ ốc đảo, so trên trời Thái Dương còn óng ánh hơn. Lăng Thanh Trúc Kiều Khu phát run, định quỳ xuống. Này văn minh chi quang, rực rỡ quá hừng hực, tại viễn cổ thời điểm đủ để trấn áp cổ thần, nhưng nhất bạo ngược thần ma, cũng thần phục tại văn minh trật tự xuống. Không cho phép quỳ. Diệp Thần đưa tay ngừng lại Lăng Thanh Trúc, sau đó nhìn xem Hoàng Phủ Hiên cười nói. Người có thế ngoại trụ thần kỳ quan, ta cũng có. Táng thiên luân hồi bàn, mở. Nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên muốn động thủ, Diệp Thần cũng không nhiều lời, trực tiếp mở ra luân hồi mộ táng công, táng thiên chi cảnh bùng nổ, một cái to lớn táng thiên luân hồi bàn, sau lưng hắn hiển hiện ra. Thi triển này táng thiên luân hồi bàn, Diệp Thần cần phải bỏ ra to lớn tiêu hao, trước đây cùng tinh diên ma nữ một trận chiến, hắn liền cơ hồ lấy hết máu thịt. Hiện tại đối mặt Hoàng Phủ Hiên, Diệp Thần biết thủ đoạn, căn bản không có khả năng áp chế đối phương, cho nên vừa ra tay,
liền lại bạo phát tuyệt chiêu, toàn thân khí huyết phù vù tiêu hao, ở trên người hình thành một tầng kim hồng sắc khí triều. Hoàng Phủ Hiên nhìn thấy Diệp Thần sau lưng luân hồi bàn, lại là khinh thường cười một tiếng, nói thiên tổ kỳ quan, mặc dù lợi hại, nhưng luận vĩ đại, vẫn là đại hiền giả càng vĩ đại. Ngươi táng thiên chi bàn, đánh không lại ta văn minh thiên thư. Xoạt, xoạt. Hoàng Phủ Hiên thôi động văn minh thiên thư, từng sợi thần quang như tiễn bắn mạnh mà ra, trực tiếp hướng về Diệp Thần luân hồi chi bàn đánh tới. Văn minh thiên thư cùng luân hồi chi bàn, khí tức thuộc tính hoàn toàn tương phản, văn minh thiên thư là quang minh, thần thánh, rực rỡ, mang theo ổn định, hưng thịnh, phồn hoa văn minh trật tự, mà luân hồi chi bàn, lại là mang theo mai táng chư thiên đại khủng bố, muốn đem chư thiên hết thảy sinh linh, không gian thời gian, hết thảy tồn tại, toàn bộ nạp vào trong luân hồi. Đại văn minh cùng đại khủng bố, hai cỗ hoàn toàn tương phản khí tức, tại đây mảnh ốc đảo trong thiên địa, lẫn nhau gào thét sục sôi, tràng diện 10 điểm hùng vĩ. Hai cỗ khí tức giằng co, hình thành một cỗ kinh khủng nghiền ép khí tràng, cỗ này khí tràng lan tràn ra ngoài, Diệp Thần sau lưng Lăng Thanh Trúc, còn có Hoàng Phủ Hiên sau lưng đấu chiến phủ các đệ tử, căn bản là không có cách tiếp nhận, dồn dập chật vật lui lại. Lăng Thanh Trúc bên người cơ giới khôi lỗi, răng rắc làm thành một vòng, đưa nàng bảo vệ được, miễn cho nàng nhận trùng kích. Diệp Thần nhìn thấy từng đạo văn minh thần quang, như tên nỏ phóng tới, cũng là thấy vô biên uy áp cùng lực xuyên thấu. Văn minh trật tự, muốn chấn áp hết thảy hắc ám cùng khủng bố, thậm chí muốn chấn áp hắn luân hồi chi bàn. Nhưng, hắn mảy may không hoảng hốt, liền lập tức tế ra thiên bi. Thiên bi, dung hợp. Diệp Thần không chút do dự, lập tức đem thiên bi khảm nạm đến luân hồi chi bàn phía trên. Thiên bi cùng luân hồi chi bàn, đều là thiên tổ tạo vật, cả hai kết hợp, có thể bùng nổ uy lực to lớn. Chỉ thấy Diệp Thần một tướng thiên bi, khảm nạm vào luân hồi chi bàn về sau, toàn bộ luân hồi chi bàn, lập tức bộc phát ra kịch liệt sát khí gợn sóng, lộ ra một cỗ cuồn cuộn thiên táng khí tức. Cỗ này thiên táng khí tức phát tán ra, một màn kinh khủng liền xuất hiện, ốc đảo bên trong hoa cỏ cây cối, bụi trần đất đá, toàn bộ ô ô ô bay lên không, bị luân hồi chi bàn hấp thu chôn vùi. Còn có ốc đảo bên ngoài hạt cát, mảnh lớn mảnh nhỏ bị luân hồi chi bàn hút đi, liền lam thiên bên trên mây trắng, đều bị thôn phệ, từ không trung gào thét xuống tới, hư không răng rắc rung động, xuất hiện vô số đầu thật nhỏ hắc ám vết nứt, phảng phất thiên đồ muốn phá toái được chôn cất đưa. Hoàng Phủ Hiên sau lưng các đệ tử, ô oa kêu to một tiếng, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế, bị luân hồi chi bàn thu nạp đi qua, trực tiếp liền nuốt. Diệp Thần dung hợp thiên bi về sau, hắn táng thiên luân hồi bàn, sát khí quả thực là khủng bố, thật muốn mai táng chư thiên, đem trong thiên địa tất cả, toàn bộ nạp nhập luân hồi bên trong đi. Xuy xuy xuy, Hoàng Phủ Hiên phóng tới văn minh chi quang, toàn bộ bị thiên bi ngăn trở, căn bản không đả thương được Diệp Thần một chút. Càng kinh khủng chính là, Hoàng Phủ Hiên cảm thấy mình thân thể, cũng tại không tự chủ được, muốn bị luân hồi chi bàn hút đi thôn phệ, hắn mạnh mẽ buộc lại trung bình tấn, đứng nghiêm thân hình, mới không có thoát bay ra ngoài. Cái này, không có khả năng, khí tức của ngươi, làm sao lại lợi hại đến nước này. Hoàng Phủ Hiên nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Diệp Thần sau lưng luân hồi chi bàn, triệt để choáng váng. Dung hợp thiên bi về sau, Diệp Thần bây giờ táng thiên luân hồi bàn, khí tức so với hắn cùng tinh diên ma nữ thời điểm chiến đấu, còn kinh khủng hơn lợi hại hơn nhiều. Hoàng Phủ Hiên trên người văn minh chi quang, đang ở điên cuồng bị thôn phệ chôn vùi, này luân hồi chi bàn liền khủng bố đến nước này, ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ. Ha ha, làm sao không khoa trương, ngươi không phải mới vừa nói, đại hiền giả so thiên tổ còn muốn lợi hại hơn sao? Nhưng ta nhìn ngươi thủ đoạn. Diệp Thần nhìn xem Hoàng Phủ Hiên, dùng nhẹ nhõm ngữ trêu chọc nói nói. Đương nhiên, Diệp Thần là mặt ngoài dễ dàng, trên thực tế cũng không tốt đẹp gì, vì nhất cử trấn áp Hoàng Phủ Hiên, hắn vừa ra tay liền vận dụng táng thiên luân hồi bàn cùng thiên bi như thế át chủ bài, đối thân thể tiêu hao quá lớn. Hoàng Phủ Hiên trên người văn minh chi quang, triệt để bị thôn vệ hầu như không còn, trên đỉnh đầu hắn văn minh thiên thư đã sụp đổ, gương mặt cũng là triệt để tái nhợt. Đáng chết, xem ra vẫn là khinh thường ngươi. Tinh không đỉnh, cho ta trấn áp. Hoàng Phủ Hiên tại văn minh thiên thư sụp đổ về sau, cũng không có chạy trốn, hắn biết mình cũng trốn không thoát. Bây giờ tình huống này, hắn cùng Diệp Thần giao thủ một cái liền là tử chiến, thế ngoại trụ thần kỳ quan va chạm, hai người đã định trước chỉ có thể còn sống sót một người,
sống chết trước mắt. Hoàng Phủ Hiên tay phải nâng lên, trên ngón tay đeo tinh chi thạch chiếc nhẫn, phía trên bộc phát ra sáng chói vô cùng tinh quang, cuồn cuộn tinh quang cuối cùng hội tụ thành một cái lớn đại huy hoàng tinh không đỉnh. Này tòa tinh không đỉnh vừa ra, liền chiếu rọi thương thiên, làm cho ban ngày lam thiên, trong nháy mắt hóa thành đêm tối, phía trên có vô tận tinh thần hiển hóa ra ngoài. Oanh! Hoàng Phủ Hiên thôi động tinh không đỉnh, liền mãnh liệt vô cùng hướng về Diệp Thần ném tới. Diệp Thần thấy Hoàng Phủ Hiên lại tế ra một tòa tinh không đỉnh, lập tức có chút ngoài ý muốn. Không không thời không những người tu luyện, đi đến cửu đỉnh cảnh sau có khả năng rèn đúc cửu đỉnh, nhưng này cửu đỉnh cũng không bao gồm tinh không đỉnh. Tinh không đỉnh là thứ 10 đỉnh, bình thường tới nói, chỉ có tinh không bỉ ngạn người mới có thể rèn đúc. Xem ra là tinh chi thạch tác dụng a, này tinh chi thạch năng lượng cũng là cường hãn. Diệp Thần tầm mắt sắc bén, tự nhiên là đã nhìn ra, Hoàng Phủ Hiên có thể bộc phát ra tinh không đỉnh, hoàn toàn là bởi vì tinh chi thạch trợ lực. Chỉ thấy này tinh không đỉnh phía trên, khắc lấy một chút cổ lão tinh không phù văn, mặt trên còn có đấu chiến thần đồ đằng, cả tòa đỉnh ngoại trừ tinh thần lực lượng bên ngoài, còn có đấu chiến thần mạnh mẽ chiến đạo ý chí. Ở các loại lực lượng gia trì dưới, Hoàng Phủ Hiên này tòa tinh không đỉnh, uy thế mạnh mẽ mà hung mãnh. Nhưng Diệp Thần không sợ chút nào, tinh không đỉnh nha, ta cũng có. Tiếp theo sát, chỉ thấy Diệp Thần trên thân tinh quang sục sôi, cũng bộc phát ra một tòa tinh không đỉnh, mà lại thân đỉnh ẩn chứa tinh thần khí tức cùng uy áp, so với Hoàng Phủ Hiên còn muốn mãnh liệt lợi hại. Lúc trước Diệp Thần đạt được Vũ Xà Thần truyền thụ, tập được tinh không đỉnh diệu pháp, sau này tại Đạo Thiên Đế Lạc Phi Thiên Đệ Đệ Tiêu Giao Đại Đế trong tay, lại lấy được Huyền Thiên Tinh Chảy Quyết, có thể trực tiếp hấp thu tinh không lực lượng, lại thêm một tờ tinh không đạo thư đúc nóng, hắn tinh không đỉnh đã là vô cùng cường đại, hoàn toàn che đậy Hoàng Phủ Hiên. Cái gì? Hoàng Phủ Hiên đại chấn, không nghĩ tới Diệp Thần cũng có tinh không đỉnh, mà lại uy thế so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Hai tòa tinh không đỉnh ở giữa không trung kịch liệt va chạm, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hoàng Phủ Hiên tinh không đỉnh liền bị Diệp Thần đụng bể, hóa thành vô số vụn vặt lưu quang. Phốc, tinh không đỉnh băng diệt, Hoàng Phủ Hiên nhận to lớn trùng kích, một ngụm máu tươi, xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ, theo trong miệng hắn cuồng bắn ra, bộ dáng 10 điểm chật vật. Dừng ở đây rồi, Hoàng Phủ Hiên, ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng ngươi gặp ta. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, thôi động luân hồi chi bàn, mạnh mẽ táng thiên khí bùng nổ, bao phủ Hoàng Phủ Hiên thân thể. Không không không, ta là văn minh con trai, ta là đại hiền giả truyền nhân, ta làm sao lại bại dưới tay ngươi. Hoàng Phủ Hiên phát ra điên cuồng gào thét, không thể tin được vận mệnh của mình, nhưng thân thể không tự chủ được, vẫn là bị Diệp Thần luân hồi chi bàn hấp thu đi qua. Hắn tuyệt vọng, điên cuồng giãy giụa, nhưng không hề có tác dụng. Chỉnh cỗ thân thể rất nhanh bị chậm rãi chuyển động luân hồi chi bàn xoắn nát thành bọt máu. Lăng Thanh Trúc thấy cảnh này, triệt để choáng váng. Nếu như nói trước đó, Diệp Thần chiến thắng tinh diên ma nữ, vẫn là muốn dựa vào huyết long cùng chú tinh long thần trợ lực. Vậy bây giờ, hắn nghiền sát Hoàng Phủ Hiên, liền là hoàn toàn theo dựa vào lực lượng của mình. Xoắn nát Hoàng Phủ Hiên về sau, Diệp Thần lông mày lại là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, chính mình cũng không có thông thuận cảm giác thông suốt. Hoàng Phủ Hiên linh hồn, còn không có phá diệt. Hưu, chỉ thấy một luồng thần quang, theo luân hồi chi bàn bay vọt lên, chính là Hoàng Phủ Hiên linh hồn. Hắn thân thể bị xoắn nát, nhưng tu vi nội tình cường hãn, lại có không ít át chủ bài, linh hồn lại là tránh thoát ra tới. Linh hồn chạy thoát Hoàng Phủ Hiên, thần sắc hoàn toàn trắng bệch, trong ánh mắt mang theo e ngại, chấn sợ, phẫn nộ, oán độc chờ các loại thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, người lợi hại, quả thật vô địch. Ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Nhưng, ta sẽ gọi người đến báo thù, người chờ xem. Nói xong, Hoàng Phủ Hiên linh hồn hóa thành một chùm lưu quang, hướng ốc đảo bên ngoài bay trốn đi. Diệp Thần lúc này đã vô pháp đuổi theo, bởi vì lực lượng của hắn cũng sắp tiêu hao hết rồi, thân sau luân hồi chi bàn tán loạn, hắn toàn thân toát ra đại lượng mồ hôi cùng mồ hôi bốc hơi sau khói trắng. Cả người thở hổn hển, máu thịt lại lâm vào khô kiệt, chỉ còn lại có một miếng da kề sát ở xương cốt lên. Lăng Thanh Trúc thấy thế, vội vàng chạy tới vịn Diệp Thần, vô cùng lo lắng nói. Luân hồi chi chủ, ngươi, thân thể ngươi thật là tệ, mỗi lần chiến đấu, đều phải bỏ ra lớn như vậy sao?
Diệp Thần khoát khoát tay, cười cười nói, hô, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ta một chút tuyệt chiêu thủ đoạn, bằng vào ta bây giờ tu vi, thi triển ra vẫn là quá miễn cưỡng, trừ phi ta có thể bước vào cửu đỉnh cảnh. Trước mắt Diệp Thần tu vi, chẳng qua là thiên nguyên cảnh 8 tầng cao giai, khoảng cách cửu đỉnh cảnh còn có khoảng cách nhất định. Như thế điểm tu vi, mong muốn thôi động luân hồi mộ táng công, tự nhiên là có chút gian nan. Diệp Thần đoán chừng chính mình nghĩ bước vào cửu đỉnh cảnh, nhất định phải cầm tới huyền vũ mảnh vỡ, triệt để như vậy thắp sáng thần giáp mệnh tinh, đại đạo bù đắp, đột phá tấn thăng liền đơn giản. Lăng Thanh Trúc u nói ra, người nghĩ trong thời gian ngắn bước vào cửu đỉnh cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy nha, ai, nếu là chúng ta có thể cầm tới thánh tuyển chi thủy liền tốt. Diệp Thần nói, thánh tuyển chi thủy. Lăng Thanh Trúc nói, thánh tuyển chi thủy ẩn chứa vô cùng dư thừa năng lượng, có thể xung làm thôi động thần thông đặc thù nhiên liệu, người nếu có thể cầm tới thánh tuyển chi thủy, thì triển thần thông liền sẽ không như thế cố hết sức. Bất quá đáng tiếc, thánh tuyển chi nhãn phụ cận khí tức quá kinh khủng, chúng ta chỉ sợ liền tới gần đều làm không được. Diệp Thần trong lòng khẽ động, nếu như thánh tuyển chi thủy, đúng như Lăng Thanh Trúc nói tới, có thể xung làm đặc thù nhiên liệu, cái kia cũng không thể có nhiều đồ tốt. Đáng tiếc thánh tuyển chi thủy là thiên tổ một giọt nước mắt biến thành, bản thân liền mang theo thiên tổ tâm tình bi thương, mong muốn cầm tới cũng không dễ dàng. Nhưng, Diệp Thần đoán chừng dùng đạo tâm của mình cường độ, hẳn là có thể đối kháng thiên tổ lưu lại cảm xúc, nếu như ngay cả hắn đều không đối kháng được, nhưng toàn bộ không không lúc nào không liền không người nào có thể đối kháng. Cảm thấy thiên đầu vạn tự, Diệp Thần thoáng định thần, vuốt vuốt mi tâm, thở dài một hơi nói, chúng ta về trước doanh địa lại nói. Vừa mới xoắn nát Hoàng Phủ Hiên thân thể, tuy bị linh hồn hắn đào thoát, nhưng Diệp Thần cũng bắt được linh hồn hắn bên trong ẩn chứa bộ phận trí nhớ. Cỗ này trí nhớ, bao hàm đại hiền giả đủ loại truyền thuyết, lượng tin tức không nhiều, nhưng tuyệt đối nổ tung, Diệp Thần đầu đang căng đau lấy, cần thời gian tiêu hóa xuống. Lăng Thanh Trúc cũng đau lòng Diệp Thần, e sợ cho hắn xảy ra chuyện, hiện tại liền gật gật đầu, trước chỉ phất tay cơ giới khôi lỗi, đi đem long hồn thiên mỏ vàng mạch toàn bộ đào móc, sau đó liền dẫn hắn trở về hồi trở lại doanh địa. Thuận lợi đạt được hết thảy long hồn thiên kim, Diệp Thần cũng là có chút hài lòng. Nghĩ thầm có khả năng cho chú tinh long thần chế tạo một bộ đủ mạnh cơ giới chi thân. Trở lại doanh địa về sau, Diệp Thần liền lập tức tại trong lều vải điều tức, hấp thu thánh tuyển trong sa mạc thiên địa linh khí, chậm rãi khôi phục khô héo máu thịt. Mà ở thời điểm này, Hoàng Phủ Hiên tàn hồn, cũng là một đường phi đột, rất nhanh liền về tới đấu chiến phủ người tụ tập một chỗ doanh địa. Toàn bộ đấu chiến phủ doanh địa, tràn ngập ăn mừng cuồng nhiệt không khí. Các đệ tử theo bốn phương tám hướng thu tập được đại lượng thiên tài địa bảo, linh khư thánh địa tài nguyên thực sự quá phong phú, từ nơi này thu hoạch được tài nguyên, đầy đủ để cho người ta đại phát hoành tài. Mà tại mọi người ăn mừng thời điểm, Hoàng Phủ Hiên tàn hồn bay xuống, lại là nhường toàn trường người hãi dị chấn động. Hoàng Phủ Thánh Tử, ngươi làm sao? Trời ạ, đại sư huynh, ngươi làm sao chỉ còn lại có một luồng tàn hồn rồi? Thiên nhi, là ai giết ngươi? Toàn bộ doanh địa đều chấn động, rất nhiều đệ tử, trưởng lão, tất cả đều vây quanh, nhìn chăm chú lấy Hoàng Phủ Hiên, cũng không đợi Hoàng Phủ Hiên trả lời, bọn hắn trong mơ hồ, đã nhìn thấy sau lưng thiên cơ cái bóng, thấy được Diệp Thần tồn tại. Đấu chiến phủ phủ chủ sư tâm lão tổ, sải bước đi tới, nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên bộ dáng như thế, cũng là sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, Hiên nhi, là luân hồi chi chủ giết ngươi. Hoàng Phủ Hiên thần sắc tái nhợt. Tràn đầy oán nộ cùng hổ thẹn, nói, đúng, phủ chủ, đệ tử tài nghệ không bằng người, hôm nay lại xếp tại luân hồi chi chủ thủ hạ. Hắn kế thừa đại hiền giả quyền hành, vốn cho rằng tại cùng thế hệ bên trong, quét ngang vô địch, nào nghĩ tới lại đánh không lại Diệp Thần. Sư tâm lão tổ ra mặt run lên, thân thể cũng một trận rung động, sâu lắng nói, thua với luân hồi chi chủ, không tính mất mặt, bất quá ta không nghĩ tới, thủ đoạn khác lại tàn nhẫn như vậy, đem thân thể ngươi đều xoắn nát. Một trưởng lão nói ra, phủ chủ đại nhân, bây giờ phải làm như thế nào? Muốn báo thù sao? Sư tâm lão tổ một đầu sư bầm tóc, theo gió tung bay lấy, ánh mắt của hắn chớp động, hiển nhiên là tại suy nghĩ cùng cân nhắc, nói ra, chúng ta muốn tiêu diệt thiên đạo nữ thần linh hồn, chỉ tôn kính đấu chiến thần đại nhân một người linh hồn, cái kia luân hồi chi chủ quyết không cho phép, nghĩ đến sẽ đủ kiểu ngăn cản. Vì để cho đấu chiến thần đại nhân trùng sinh, luân hồi chi chủ cũng không thể không trừ. Chẳng qua là luân hồi mạnh mẽ,
thế biết chi, liền Hồng Quân lão tổ, Đại Chu lão tổ, Hồn Thiên Đế, Sử Thần các loại đỉnh thiên cường giả, đều không thể giết chết hắn, chúng ta mong muốn đánh chết, chỉ sợ cũng muôn vàn khó khăn. Trưởng lão kia nói, phủ chủ, cái kia cứ tính như vậy. Sư Tâm lão tổ im lặng im ắng, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Hoàng Phủ Hiên cắn răng nói, phủ chủ, dùng chúng ta thực lực, muốn giết luân hồi chi chủ, vẫn là quá mức gian nan, không bằng triệu hoán hùng bá gia tộc lão tổ, hùng phách thiên buông xuống a. Sư Tâm lão tổ run lên, nói, hùng phách thiên. Hoàng Phủ Hiên nói, đúng vậy, hùng phách thiên là đấu chiến thần đại nhân thuần huyết hậu duệ, huyết mạch so với chúng ta tinh thuần nhiều, còn có được chiến cuồng nguyên thể. Ta nghe nói bây giờ Thiên Khư Thần Điện, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Chu Mục Thần nội chiến, hai bên đều cực lực lôi kéo Hùng Phách Thiên, Hùng Phách Thiên chính là đỉnh cấp thiên đế, nếu là triệu hoán hắn buông xuống, có lẽ có thể đối phó Luân Hồi Chi Chủ. Coi như Hùng Phách Thiên giết không chết Luân Hồi Chi Chủ, chỉ cần hắn có thể kéo lại, chúng ta là có thể thuận lợi diệt giết Thiên Đạo Nữ Thần linh hồn. Sư Tâm Lão Hiện Tổ trầm ngâm suy nghĩ, hắn biết thỉnh sắc mặt dễ dàng đưa thần khó. Nếu là triệu hoán Hùng Phách Thiên buông xuống, một phần vạn hắn không chịu đi, muốn khống chế đấu chiến phủ sẽ làm thế nào? Bất quá khi cái này liên quan đầu, Sư Tâm lão tổ cũng không nghĩ ra có biện pháp tốt hơn, thở dài một tiếng, nói thôi, Hiên Nhi, như ngươi nói, bây giờ cũng chỉ có triệu hoán Hùng Phách Thiên, mới có cơ hội đối phó Luân Hồi Chi Chủ. Dừng một chút, Sư Tâm lão tổ liền phân phó, người tới, đều cho ta chuẩn bị cẩn thận, hai ngày này thu hoạch thiên tài địa bảo. Toàn bộ dùng tới chế tạo tế đàn, triệu hoán hùng bá gia tộc lão tổ buông xuống. Nam Châu Thiên cùng bên ngoài ngăn cách, bên ngoài người vô pháp nhìn thấy Nam Châu Thiên tình huống, Nam Châu Thiên bên trong người, nghĩ đem tin tức cùng thiên cơ truyền đi bên ngoài, cũng là có chút chật vật sự tình. Cho nên, Sư Tâm lão tổ nghĩ triệu hoán hùng phách thiên buông xuống, cũng nhất định phải trả giá một chút. Một ngày đi qua, Diệp Thần nghỉ ngơi một ngày, trạng thái tinh thần khôi phục một chút. Tiêu hóa lấy theo Hoàng Phủ Hiên chỗ thôn vệ đến trí nhớ, chính là nhìn thấy sau lưng đại hiền giả thân ảnh. Truyền thuyết, Phạm Thiên thế giới pháp tắc đầu nguồn, cũng không là thiên đạo, mà là Phạm Thiên bản thân. Thiên đạo khối Rubik phía trên đủ loại vĩ đại pháp tắc, trên thực tế đều là theo Phạm Thiên trên thân thể lưu truyền tới. Phạm Thiên ngủ say tại vô tri không gian hỗn độn chỗ sâu, hắn mỗi một đầu sợi tóc, đều là một đầu ngân hà, có vô tận sao trời lấp lánh. Trong mắt của hắn là huy hoàng nhất nhật nguyệt, bất quá đã yên lặng không biết nhiều ít kỷ nguyên, chưa từng có mở ra qua. Hắn quanh thân thiêu đốt lên từng sợi liệt hỏa, đó là trong truyền thuyết, phần thiên đại kiếp hỏa diễm. Phần thiên đại kiếp, là hết thảy trụ thần cũng muốn chịu đựng thống khổ kiếp nạn, là thế gian thảm thiết nhất khổ sở, trụ thần nhóm sở dĩ muốn trở thành ánh sáng, chính là vì thoát khỏi phần thiên đại kiếp thống khổ. Phạm Thiên đã rơi vào trạng thái ngủ say. Coi như phần thiên đại kiếp hỏa diễm đang thiêu đốt, hắn cũng cảm giác không thấy đau đớn. Tại Phạm Thiên vĩ ngạn thân thể bên cạnh, sinh trưởng ra một cây đại thụ, đó là sáng thế chi thụ, trên cây kết có một quả trái cây, đó là sáng thế đại công đức ngưng tụ trái cây, gọi sáng thế đạo quả. 72 trụ thần, giống thiên tổ, thiên đạo nữ thần, các loại, đều nghĩ chiếm lấy viên này sáng thế đạo quả, bởi vì truyền thuyết ăn sáng thế đạo quả, là có thể ăn sáng thế đại công đức. Từ đó siêu thoát phi thăng, biến thành quang. Tại vô tận trong năm tháng, chúng trụ thần bắt được Phạm Thiên chỗ, cũng biết sáng thế đạo quả tồn tại, nhưng viên này trái cây, lại không có bất kỳ người nào hái. Bởi vì, sáng thế đạo quả phía trên, che kín hắc ám, ô uế, loang lổ, dơ bẩn, hôi thối dấu vết, còn có từng đầu dòi bọ ở phía trên chui tới chui lui, viên này trái cây quá bẩn thỉu, mắt thường có thể thấy không thể ăn dùng. Đây là bởi vì, Phạm Thiên sáng tạo thế giới, có quá nhiều hắc ám hỗn loạn, sát lục huyết tinh, người lừa ta gạt, xấu xí không thể tả địa phương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 560.